Xin lỗi anh chị em, hôm nay tôi lại gặp trục trặc về mạng. Hồi nãy giờ wifi của tôi hình như là bị tê liệt luôn rồi. Tôi không biết là bây giờ anh chị em đã thấy được chưa, anh chị em đã nghe được chưa? Ồ, cảm ơn Chúa, tôi thấy anh chị em bắt đầu vào rồi. Cảm ơn Chúa anh chị em đã vào. Cảm ơn Chúa là sự cố đã được khắc phục. Cảm ơn Chúa. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Mạng đã bình thường trở lại. Một lần nữa xin lỗi anh chị em vì đã để trễ của anh chị em hết 5 phút rồi. Hơn 5 phút rồi. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Tất cả những sự trục trặc đã chấm dứt. Và bây giờ chúng ta có thể bước vào chương trình như thường lệ. Xin chào tất cả các anh chị em, tất cả những con người khao khát lời Đức Chúa Trời. Xin chào những thành viên trực tiếp của lớp học cũng như là tất cả các anh chị em đang theo dõi chương trình của chúng tôi qua livestream. Cầu xin Chúa ban phước hạnh tràn đầy cho tất cả chúng ta, những người tham gia chương trình này buổi tối hôm nay. Và tôi cầu xin Chúa Thánh Linh vận hành chạm vào mỗi một đời sống của chúng ta. Buổi tối hôm nay, xin Chúa Thánh Linh tiếp tục ban cho chúng ta sự khôn ngoan để chúng ta có thể hiểu được những lẽ thật mà Ngài muốn bày tỏ cho từng đời sống cá nhân của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Đời sống chúng ta luôn gặp rất là nhiều trở ngại, từ việc lớn cho đến việc nhỏ. Và trong ngày hôm nay tôi cũng gặp những trở ngại nhất định. Nhưng mà cảm ơn Chúa, cuối cùng những ai quyết tâm tin cậy Đức Chúa Trời, những ai quyết tâm đeo bám lấy Đức Chúa Trời và không bao giờ buông Ngài ra, những ai quyết tâm bước đi trong đường lối công chính của Đức Chúa Trời, thì người đó chắc chắn sẽ kinh nghiệm sự chiến thắng. Bất kể Satan muốn làm gì, bất kể Satan muốn cản trở chúng ta, muốn đặt những chướng ngại vật như thế nào, chúng ta nhất định sẽ vượt qua trong uy quyền và trong quyền năng của Chúa. Hallelujah! Cảm ơn Chúa! Cảm ơn Chúa! Chúng ta hãy cảm ơn Chúa bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời vĩ đại nhất. Không có ai vĩ đại như Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài là Đức Chúa Trời thành tín của chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Ngài là cha yêu thương của chúng ta. Ngài luôn quan tâm chăm sóc cuộc đời của chúng ta. Ngài dự bị chúng ta tất cả mọi phương tiện, mọi điều gì cần thiết trong đời sống của chúng ta để chúng ta có thể sống một cuộc sống tốt đẹp và chúng ta có thể tiến lên mỗi ngày. Cảm ơn Chúa. Chúng ta hãy gửi cho nhau những lời chúc phước thật là tốt đẹp trong buổi tối hôm nay. Cảm ơn Chúa, anh chị em hãy gửi cho nhau những lời của đức tin, hãy công bố những lời của đức tin trong danh Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Trong khi anh chị em tham gia chương trình này, anh chị em nhớ cầu nguyện để mạng internet của chúng ta hoạt động thật là tốt, để không có bất cứ một cái sự trục trặc nào gây gián đoạn nữa. Anh chị em cầu nguyện cho từng thiết bị, cầu nguyện cho tất cả máy móc điện thoại của chúng ta hoạt động thật là tốt. Nguyện Chúa sử dụng tất cả mọi thiết bị mà chúng ta có, sử dụng Facebook của chúng ta, sử dụng mạng Internet để có thể rao truyền lời của Chúa ở khắp mọi nơi. Hallelujah! Anh chị em ơi, hãy tiếp tục share ra cho nhiều người. Hãy share ra để những người chưa biết chương trình này, họ biết rằng có một chương trình công bố lời Đức Chúa Trời một cách mạnh mẽ, một cách thực tế và họ sẽ tham gia với chúng ta. Cảm ơn Chúa. Tôi tin chắc rằng tất cả những người nào tham gia để lắng nghe lời Đức Chúa Trời, và nếu như lời của Chúa chạm vào trong đời sống của họ, lời của Chúa chạm đến họ và khiến cho họ thay đổi tâm trí, thay đổi nếp suy nghĩ của họ, thay đổi cách tư duy của họ, thì chắc chắn cuộc đời của họ cũng sẽ thay đổi theo. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Tâm trí của chúng ta thay đổi thì cuộc đời của chúng ta sẽ thay đổi theo. Người ta nói rằng đổi đầu rồi mới đổi đời. Điều đó hoàn toàn hợp lý, điều đó hoàn toàn đúng với Kinh Thánh. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Giờ này chúng ta cùng hiệp ý trong sự cầu nguyện. Hallelujah. Chúng con dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời của chúng con. Mặc dù có những trục trặc ở trong những giây phút đầu tiên, nhưng Chúa đã giúp chúng con khắc phục được sự cố. Và Chúa đã cho mạng Internet hoạt động bình thường trở lại ở chỗ của con để có thể phát livestream cho tất cả các anh chị em chúng con, những con người đang khao khát ở nhiều nơi trên thế giới.
Hallelujah. Con cầu xin Chúa giúp chúng con vượt qua tất cả mọi rào cản, mọi điều gì đang gây trở ngại cho chúng con trong việc học lời Chúa. Cầu xin Chúa ban năng lực tươi mới, ban sức lực tươi mới cho chúng con ngay trong thời giờ này. Chúa cất đi tất cả mọi sự buồn bã, mọi sự lo lắng, mọi sự sợ hãi, mọi sự cay đắng, mọi điều gì là trí nao sờn ở trong chúng con. Xin Chúa cất khỏi chúng con và ban cho chúng con một sự tự do ở bên trong nội tâm của chúng con, để chúng con có thể lắng nghe lời Chúa, để chúng con có thể lãnh hội lời Chúa, và nhờ chúng con hiểu biết lời Đức Chúa Trời một cách thấu đáo, một cách sâu sắc, mà đời sống chúng con được tự do. Chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cầu xin lời Đức Chúa Trời đến với chúng con và thay đổi tâm trí của chúng con. Những chỗ nào mà chúng con đang suy nghĩ một cách sai trật, những chỗ nào mà chúng con đang có những quan niệm sai trật, xin lời Đức Chúa Trời đến ngay tại chỗ đó và chỉ cho chúng con thấy những sự sai trật của chúng con, để chúng con ăn năn và từ bỏ, và chúng con bắt đầu thay đổi lối suy nghĩ chúng con, thay đổi quan điểm của chúng con để phù hợp với lời của Đức Chúa Trời. Và nhờ đó mà ngay tại chỗ chúng con thất bại, chúng con có thể kinh nghiệm được sự đắc thắng, sự thành công. Chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Con cầu xin Chúa tiếp tục sử dụng con người yếu đuối và bất toàn của con. Cầu xin Chúa sức dầu trên tấm lòng, trên tâm trí, trên môi miệng của con, để con có thể công bố ý muốn của Ngài cho những con người khao khát ở khắp mọi nơi, để con có thể công bố lời của Ngài cho những con người đang cần ánh sáng lời của Ngài trong cuộc đời của họ, để xua tan tất cả mọi bóng của sự tối tăm ra khỏi con người của họ. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Con cầu xin Chúa Thánh Linh vận hành cách mạnh mẽ. Khi lời Chúa được công bố ra, Chúa ơi, những con người nào đang khao khát tự do thì họ đều sẽ được tự do. Mọi dây trói của ma quỷ bị bứt đứt hoàn toàn, mọi xiềng xích của ma quỷ bị chặt đứt hoàn toàn, mọi đồng lũy của ma quỷ ở trong họ bị sụp đổ hoàn toàn. Và bất cứ ai đang bị bệnh nan y, khi họ nghe lời Đức Chúa Trời và họ tin rằng Chúa là cha yêu thương của họ, là đấng chữa lành, là đấng muốn chữa lành cho họ, và họ khao khát để nhận lãnh, thì ngay trong lúc đó, Chúa ơi, quyền năng chữa lành của Chúa đổ xuống trên thân thể của họ và chữa lành bất cứ một bệnh tật nào. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Không có điều gì khó với Đức Chúa Trời của chúng con. Tất cả đều là dễ dàng. Chỉ cần Ngài phán một lời, mọi việc sẽ được thành. Hallelujah. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Chúng con xin dâng chương trình này trong tay của Chúa, và chúng con hiệp ý cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Thưa anh chị em, có một vài điều chúng ta cần thảo luận với nhau ở trong thời giờ này. Đó là về mục vụ Here to Save của chúng tôi. Như anh chị em đã biết rồi, mỗi một ngày như thế, mỗi một ngày làm việc của chúng tôi như thế, thì chúng tôi đón tiếp những người bệnh, những người bị ma quỷ trói buộc, những người có những cái nan đề khắp nhau, khác nhau, từ những nơi khác đến. Có người thì đến tại nhà của chúng tôi, có người thì gọi điện thoại, có người thì gọi qua Messenger. Và chúng tôi cưu mang cho tất cả những trường hợp nào mà họ cần đến sự giúp đỡ của chúng tôi. Tuy nhiên, có một điều tôi thường hay căn dặn từ lúc đầu, nhưng mà rất nhiều người đã không tôn trọng điều đó và không có tuân thủ. Và kết quả là họ không đạt được cái điều mà họ thật sự mong muốn và chờ đợi. Tôi nói ví dụ, có những người chỉ gọi điện thoại đến với chúng tôi lần duy nhất, và sau lần đầu đó thì chúng tôi không thấy họ liên lạc với chúng tôi, mặc dù chúng tôi đã căn dặn rằng họ cần phải liên lạc với chúng tôi để chúng tôi tiếp tục giúp đỡ họ cho đến khi mà vấn đề của họ được giải quyết. Nhưng mà có nhiều người đã không làm đúng như những điều chúng tôi căn dặn, hoặc là có những người chúng tôi có một số hướng dẫn đặc biệt nào đó, bởi vì trong cái trường hợp của họ thì có một số điều đặc biệt mà hơn là việc làm việc qua điện thoại. Chúng tôi chẳng hạn như là chúng tôi muốn họ đến gặp trực tiếp chúng tôi. Có một số trường hợp rất là nghiêm trọng, nó không đơn giản là một cái căn bệnh về vật lý, nhưng mà nó liên hệ đến sự rủa xả từ các thế hệ, nó liên hệ đến những cái sự đổ vỡ trong các mối quan hệ, vân vân.
lòng họ chất chứa những sự cay đắng, những sự thù hận. Và không thể nào nói chuyện qua điện thoại mà có thể giải quyết được điều đó. Họ cần phải gặp chúng tôi. Nhưng mà có nhiều người đã không làm theo điều đó. Và tôi biết chắc rằng những người đó sẽ không đạt được cái kết quả tốt đẹp đâu. Thưa anh chị em, ví dụ như khi anh chị em đến với một vị bác sĩ, anh chị em thấy rằng anh chị em cần phải làm theo đầy đủ cái quy trình của bệnh viện hay là của phòng mạch bác sĩ đó. Anh chị em đứng ở ngoài, anh chị em chờ đợi đến lượt mình để vào gặp bác sĩ. Khi vào gặp bác sĩ thì bác sĩ yêu cầu anh chị em làm gì thì anh chị em cần phải làm điều đó. Bởi vì người ta chuyên môn, người ta biết cần phải làm gì. Rồi bác sĩ khám cho anh chị em, rồi bác sĩ cho toa hoặc đưa ra cái phác đồ điều trị. Thì nếu anh chị em thật sự tin rằng vị bác sĩ đó có thể giúp được cho anh chị em, thì anh chị em cần phải tôn trọng và làm theo những sự hướng dẫn của bác sĩ. Thì anh chị em mới có cơ hội được chữa lành. Anh chị em hiểu điều đó không? Cũng như vậy, khi anh chị em đến với Chúa thì có cái quy trình chữa lành của Chúa, có cái cách thức của Chúa để hướng dẫn cho anh chị em thông qua chức vụ của chúng tôi. Và nếu như anh chị em đến và anh chị em chỉ thích làm theo ý của mình thôi, thì tôi xin thưa với anh chị em rằng anh chị em không thể mong đợi kết quả được. Đó là điều vô lý. Cho nên tôi nhắc lại là những người nào đến nhờ chúng tôi giúp đỡ thì hãy thực hiện cam kết với chúng tôi làm đúng theo những gì chúng tôi hướng dẫn. Thì khi anh chị em làm đúng theo những gì chúng tôi hướng dẫn thì chúng tôi cũng cam kết với anh chị em rằng chúng tôi sẽ dốc hết lòng hết sức để phục vụ anh chị em cho tới khi nào mà vấn đề của anh chị em được giải quyết mới thôi. Còn nếu như người nào không liên lạc, không làm theo sự hướng dẫn của chúng tôi thì chúng tôi không chịu trách nhiệm. Và anh chị em đừng trách Chúa và đừng trách chúng tôi. Và đừng nói rằng tại sao mục sư Thiên Ân không quan tâm. Tôi xin lỗi là tôi không thể nào mà chủ động để đi tìm từng người thụ động và kết nối lại với họ được. Điều đó là cái điều nó không khôn ngoan và đồng thời nó không hợp lẽ gì cả. Anh chị em hiểu điều đó không? Bởi vì tôi cũng chỉ có 24 giờ giống như anh chị em và tôi phải phục vụ hàng ngàn người ở khắp các nơi. Và không thể nào mà tôi lại phải chủ động đi tìm những người mà họ không có ý thức trách nhiệm với chính bản thân họ được. Anh chị hiểu đó không? Cho nên đừng ai trách khi nói là tại sao ông mục sư Thiên Ân không chủ động liên hệ với chúng tôi. Không thể được. Anh chị em hiểu mà, vì chúng tôi và thầy Phạm Hoài Bảo phải phục vụ hàng ngàn người ở khắp mọi nơi. Thì anh chị em nào có nhu cầu thì cần phải chủ động liên hệ với chúng tôi. Chứ không thể nào mà chúng tôi phải đi nhớ đến từng anh chị em. Và khi anh chị em không chịu thực hiện đúng cam kết thì chúng tôi phải liên lạc với anh chị em. Thì điều đó không khôn ngoan. Như vậy thì chúng tôi không có tạo cho anh chị em một cái cơ hội nào để có thể bày tỏ sự nghiêm túc, đức tin và lòng khao khát. Và nếu anh chị em đến với Chúa và đến với tôi tới của Chúa mà anh chị em không có cái sự nghiêm túc, không có đức tin, không có lòng khao khát, thì anh chị em không thể nào mà mong đợi một kết quả tốt đẹp được. Vì đây là nguyên tắc ở trong lời Đức Chúa Trời. Chính nhu cầu của mình mà mình không quan tâm thì làm sao mình có thể đòi hỏi người khác làm gì cho mình được. Anh chị hiểu không? Cho nên tôi nhắc điều này, tôi hy vọng là một số anh chị em sẽ làm đúng cam kết. Và tất cả những người mà đã làm đúng cam kết với chúng tôi, làm theo đúng sự hướng dẫn của chúng tôi, thì tôi nói với anh chị em rằng những người đó đều đã nhận được kết quả tốt đẹp. Còn nếu không thì chúng tôi không chịu trách nhiệm. Có những người chúng tôi nói rằng cần phải tiếp tục đến hội thánh của chúng tôi, đến hội thánh của chúng tôi để trong cái giờ phục vụ chúng tôi tiếp tục cầu nguyện. Chúng tôi có lời Chúa tiếp tục khích lệ một số cái điều gì đó cần phải tư vấn thêm thì không thấy đâu cả. Và sau đó thì họ không đạt được kết quả và tôi nghĩ họ rất là buồn và rất có thể họ sẽ trách. Nhưng mà nếu họ biết suy nghĩ thì họ sẽ không trách, họ sẽ tự trách mình. Đúng không anh chị em? Thưa anh chị em, có một cái điều mà tôi rất là mong muốn anh chị em làm. Tất cả những người bệnh nào liên lạc với chúng tôi thì lý tưởng nhất là kết nối với chúng tôi qua Facebook. Để làm gì? Để thông qua Facebook, thông qua Messenger của Facebook thì chúng tôi có thể gửi cho anh chị em những cái link bài giảng. Và những cái bài giảng mà chúng tôi gửi là những bài giảng nó phù hợp với cái hoàn cảnh của từng người, nó có liên quan đến họ. Chẳng hạn những người có những sự cay đắng thì chúng tôi sẽ có những sứ điệp về sự cay đắng để giúp cho họ nghe, họ hiểu được và họ gỡ bỏ sự cay đắng ra khỏi lòng của họ. Rồi một số cái điều khác nữa. Thì nếu có Facebook thì đó là một cái điều rất là lợi thế để chúng tôi có thể gửi. Vì cái căn bản là anh chị em cần phải có đức tin.
thì anh chị em mới có thể được chữa lành, mới có thể được giải phóng được. Và để có đức tin thì anh chị em cần phải nghe lời Đức Chúa Trời được rao giảng theo một cách đúng. Anh chị em hiểu không? Cho nên cái việc nghe lời Đức Chúa Trời này là một cái công đoạn rất là quan trọng. Những người nào mà không chịu nghe lời Đức Chúa Trời mà cứ đòi cầu nguyện thì chúng tôi không giúp gì được. Anh chị em cần phải nghe lời Đức Chúa Trời. Để anh chị em biết mình sai ở chỗ nào. Để anh chị em biết là mình có cái lỗ hổng ở chỗ nào. Để anh chị em sửa ngay chỗ đó và anh chị em lấp đầy cái lỗ hổng đó. Thì anh chị em sẽ sẵn sàng để được chữa lành. Tôi nhắc đi nhắc lại điều này rất là nhiều. Tôi không hiểu sao nhiều người bệnh hình như cố tình không chịu hiểu. Nếu như tôi cầu nguyện cho anh chị em ngay, anh chị em cũng có thể được chữa lành. Nhưng cái vấn đề ở chỗ là khi anh chị em bước ra khỏi cửa, rồi thậm chí anh chị em về nhà của anh chị em, về ngay tại cái môi trường của anh chị em, là cái môi trường mà từ nơi đó anh chị em bị mắc bệnh. Thì anh chị em ơi, tôi không có gì đảm bảo với anh chị em rằng anh chị em sẽ giữ được sự chữa lành nếu như anh chị em không chịu nghe lời Đức Chúa Trời. Giả sử một cái người mà vì quá cay đắng, quá căm ghét, quá thù hận mà bị bệnh, mà bây giờ không gỡ bỏ cái cay đắng, cái căm ghét, cái thù hận đó ra, thì không có cách gì người đó được chữa lành cả. Và giả sử mà có được chữa lành đi nữa thì sẽ đánh mất sự chữa lành một cách nhanh chóng. Bởi vì cái nguyên nhân sâu xa, cái gốc rễ của nó là sự cay đắng, sự căm ghét, sự thù hận. Anh chị em hiểu không? Cho nên chức vụ của chúng tôi là chúng tôi cung ứng lời Đức Chúa Trời cho anh chị em để giải quyết những nan đề của anh chị em ngay từ cái nguyên nhân của nó. Và khi giải quyết rồi thì vấn đề chữa lành đó là vấn đề rất là đơn giản. Và khi anh chị em được chữa lành thì anh chị em sẽ giữ được sự chữa lành đó. Tôi nói ví dụ một cái người bị bệnh gan do uống rượu quá nhiều. Thì nếu chúng tôi chỉ đơn giản là cầu nguyện và công bố sự chữa lành bệnh gan thôi thì không giải quyết được cái gì cả. Nếu người đó trở về, người đó không ý thức được cái tội lỗi của mình là cái việc nhậu nhẹt, mà người đó vẫn tiếp tục nhậu nhẹt nữa thì chắc chắn người đó sẽ bị bệnh gan lại. Cho nên cái điều quan trọng hơn là người đó cần phải ăn năn về cái việc nhậu nhẹt và từ bỏ việc nhậu nhẹt, từ bỏ uống rượu đó. Và chúng tôi tư vấn, chúng tôi cầu nguyện, chúng tôi công bố để giúp người đó có thể làm được cái việc ăn năn và từ bỏ một cách dễ dàng. Và khi người đó đã thật sự ăn năn và từ bỏ rồi thì cái sự chữa lành mà người đó nhận được sẽ được giữ vững. Bằng không thì công cốc thôi, giống như bắt cóc bỏ dĩa thôi. Anh chị em hiểu điều đó không? Chúng tôi không muốn cho anh chị em những viên thuốc giảm đau. Chúng tôi không muốn cho anh chị em những viên thuốc ngủ. Anh chị em hiểu ý chúng tôi không? Chúng tôi muốn cho anh chị em một cái sự điều trị tận gốc rễ bởi sự khôn ngoan, bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Để rồi anh chị em sẽ có những giấc ngủ tự nhiên. Để rồi anh chị em sẽ được chữa lành cách hoàn toàn, chứ không phải nhờ vào những cái thứ tạm bợ. Tôi hy vọng anh chị em hiểu. Tôi nhắc hoài và tôi hy vọng là anh chị em hiểu. Thưa anh chị em, chúng tôi hiện giờ có một cái khó khăn. Nhiều người bị quỷ ám. Chúng tôi thật sự rất là muốn giúp, nhưng mà những cái trường hợp đó thì chúng tôi không có cơ sở. Bởi vì anh chị em biết rồi, cái việc đuổi quỷ, cái việc giải cứu cho một người bị quỷ ám nó không đơn giản. Có những cái trường hợp mà anh chị em biết rằng người đó họ dùng bạo lực. Chúng tôi đã từng bị người ta cầm mã tấu và muốn chém chúng tôi. Chúng tôi đã từng bị người ta lấy ly và ném chúng tôi, lấy chén ném chúng tôi, rồi lấy đồ đập chúng tôi, vân vân, đủ thứ hết. Thì trong lúc đó quỷ nó khống chế, đặc biệt là những ác linh, thì chúng ta cần một cái không gian đặc thù để có thể làm cái công tác giải cứu đó. Hiện giờ thì tất cả những gì chúng tôi làm thì chúng tôi chỉ làm ở trong cái căn phòng này thôi. Cái căn phòng này rất là nhỏ và nó không thể nào để đáp ứng cho những cái trường hợp rất là đặc biệt được, các anh chị em. Cho nên là tôi xin tất cả các anh chị em là những người ủng hộ một vụ của chúng tôi, hãy cầu nguyện về điều này. Và hội thánh của chúng tôi đang dốc lòng để cầu nguyện để chúng tôi có một cái cơ sở chuyên biệt để thực hiện cái công tác chữa lành và giải cứu của chúng tôi. Và lúc đó thì chúng tôi sẽ sẵn sàng đón tất cả những đối tượng từ khắp các nơi đến, và kể cả những người khùng điên, những cái người quậy phá, thì chúng tôi sẵn sàng để mà có thể đón họ ngay tại chỗ cơ sở của chúng tôi để giải cứu. Và có những cái trường hợp cần phải lưu lại để dạy lời Chúa, cần phải trau dồi lời của Chúa, thì nó sẽ rất rất là tốt. Bởi vì nếu như người ta được giải phóng xong nhưng mà người ta không có một cái môi trường để có thể
vứt bỏ tất cả mọi cái tư tưởng sai trật trong đầu óc của họ, thì họ trở về môi trường cũ thì họ vẫn sẽ bị quỷ nhập lại thôi, và hoặc là nghiện ngập thì vẫn sẽ nghiện ngập lại, thưa anh chị em. Cho nên chúng tôi đang cưu mang một cái nơi chốn chuyên biệt để chúng tôi có thể thực hiện được công tác chữa lành và giải cứu. Và ở trong cái tinh thần đó thì Hội Thánh HTS của chúng tôi, anh chị em đang đồng lòng hiệp ý với nhau, và mọi người đang nghĩ ra những cái cách khác nhau để có thể gây quỹ xây dựng. Chúng tôi sẽ mua một miếng đất và chúng tôi sẽ xây dựng cơ sở của chúng tôi lên. Đầu tiên là cơ sở để thờ phượng Chúa, và sau đó là chúng tôi sẽ xây dựng một cái cơ sở để làm công tác chữa lành, giải cứu và một số cái mục vụ khác nữa. Thì ở trong giai đoạn hiện tại thì những người anh em của chúng tôi, mỗi người có cái gì thì họ đóng góp cái đó. Chúng tôi cảm thấy rất được khích lệ trước tinh thần của tất anh chị em ở trong Hội Thánh HTS. Ở trong trong đó thì có một gia đình anh em của chúng tôi có một cái vườn lan, thì tâm tình của họ thật là tuyệt vời. Họ đến và nói với Hội Thánh là trong cái dịp Tết này thì họ muốn bán tất cả những lan ở trong vườn của họ và lấy tất cả lợi nhuận để dâng vào trong nhà của Chúa, để đóng góp vào trong cái công việc xây dựng để nhà Chúa có nơi, có chỗ đàng hoàng. Thì hiện giờ thì anh chị em chúng tôi đang bắt đầu làm cái công việc giới thiệu và quảng cáo. Thì tôi công khai để kêu gọi tất cả anh chị em là nếu như anh chị em nào mà ủng hộ một vụ HTS của chúng tôi và thấy rằng cái công việc chữa lành, giải cứu cũng như công việc giảng dạy của chúng tôi là ích lợi, thì anh chị em có thể tham gia vào trong cái việc giới thiệu cho bạn bè của mình hoặc là những người quen của mình, để Tết này có thể ủng hộ để mua sản phẩm ở trong vườn lan của gia đình anh chị em chúng tôi, để họ có thể đóng góp vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Thì họ đã kết ước rằng họ sẽ dâng toàn bộ lợi nhuận, họ chỉ lấy lại cái tiền vốn của cây lan đó để tiếp tục sản xuất thôi, tất cả lợi nhuận thì dâng hiến vào. Tôi rất là vui bởi vì Hội Thánh HTS chỉ mới ra đời được khoảng hơn 7 tháng thôi. Nhưng mà hiện giờ chúng tôi đã có đầy đủ các nhân sự trong các bộ phận khác nhau, và các anh chị em phải nói rằng hết sức là đồng lòng hiệp ý với nhau và cưu mang cho công việc Chúa, và họ sẵn sàng dâng hiến bất cứ một cái điều gì có thể để đóng góp vào trong công việc nhà Chúa. Thì chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ sớm có được cơ sở đàng hoàng để thờ phượng Chúa. Chúng tôi sẽ có cơ sở đàng hoàng để làm công tác chữa lành giải cứu mà không cần phải đi thuê đi mướn nữa. Và tôi hy vọng rằng anh chị em nào thấy được cái công việc của anh chị em Hội Thánh HTS của chúng tôi là công việc tốt lành, thì hãy xem những cái mục anh chị em chúng tôi đăng ở trên Facebook để quảng cáo đó. Thì nếu anh chị em có nhu cầu thì anh chị em có thể mua ủng hộ, và giá cả sẽ bằng giá thị trường hoặc là rẻ hơn, chúng tôi không bán đắt hơn. Và đồng thời thì sản phẩm của chúng tôi là sản phẩm chất lượng. Tôi đứng ra và trong cái uy tín của một người mục sư lãnh đạo, và tôi nói với anh chị em điều đó. Và cái này tôi nhắc lại một lần nữa, không vì một cái lợi ích cá nhân của bất cứ ai, mà đây là vì công cuộc của Hội Thánh. Và Hội Thánh HTS của chúng tôi được sinh ra là để phục vụ cho tất cả các anh chị em ở khắp mọi nơi, và chúng tôi phục vụ anh chị em hoàn toàn miễn phí. Thì tôi hy vọng là những anh chị em nào thật sự có nhu cầu thì có thể ủng hộ chúng tôi và giới thiệu nhiều người đến. À, chúng tôi còn đang nghĩ ra những cái công việc khác nữa. Chúng tôi không muốn đi xin tiền người khác. Chúng tôi không có muốn là giống như một số người đi xin rồi đưa ra một số lý do này nọ, vận động tiền bạc theo một cái cách không đúng đắn, theo một cái cách mà lệ thuộc vào người khác. Đương nhiên chúng tôi sẵn sàng nhận sự dâng hiến của những con người có tấm lòng. Thỉnh thoảng có những anh chị em ở các nơi thật sự ủng hộ một vụ của chúng tôi và dâng hiến vào trong Hội Thánh của chúng tôi, chúng tôi cảm ơn anh chị em. Nhưng mà chúng tôi nói thẳng một câu là chúng tôi dựa vào chính Đức Chúa Trời. Chúng tôi không bao giờ để cho mình bị lệ thuộc bởi bất cứ ai. Cho nên chúng tôi bắt đầu nghĩ ra những cái điều gì đó để tự mình làm ở trong Hội Thánh. Và chúng tôi chỉ mong muốn một điều duy nhất là anh chị em ủng hộ chúng tôi. Là khi chúng tôi có những cái kế hoạch về tài chính để có thể xây dựng, thì tôi mong là anh chị em ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi không xin xỏ ai cả, và chúng tôi chỉ cần anh chị em ủng hộ chúng tôi là chúng tôi vui rồi. Và chúng tôi tin chắc là những ngày tới Đức Chúa Trời sẽ cho
Hội thánh HTS của chúng tôi có một ban kinh tài mạnh mẽ, và chúng tôi sẽ có những gì chúng tôi cần. Chúng tôi tin điều đó. Và chính Đức Chúa Trời, Ngài là Jehovah Jireh, Ngài sẽ đổ tất cả sự cung ứng của Ngài xuống trên hội thánh HTS. Chúng tôi sẽ có những cơ sở mà mình cần. Chúng tôi sẽ có đầy đủ nhân sự, và chúng tôi nhất định sẽ thực hiện một vụ chữa lành giải cứu một cách mạnh mẽ để có thể đáp ứng được nhu cầu của nhiều người ở nhiều nơi. Và tôi mong là anh chị em ít nhất cũng nhớ đến chúng tôi và cầu thay cho chúng tôi để chúng tôi có thể phục vụ một cách kết quả hơn mỗi ngày. Cảm ơn anh chị em đã lắng nghe những điều đó. Giờ này thì tôi muốn làm chứng về trường hợp của một người chị em ở bên Mỹ. Người chị em này trước đây vốn cũng yếu đuối trong đức tin, mặc dù thật sự có tấm lòng, nhưng bởi vì không có được hiểu biết lẽ thật của Chúa nhiều, cho nên đời sống vẫn bị trói buộc bởi bệnh tật, bởi nhiều điều khác nhau. Và từ khi tham gia chương trình tối thứ tư của chúng ta, thì người chị em này thấy có sự khởi sắc ở trong đời sống đức tin của mình. Càng ngày càng có sự vui mừng, bình an, có một sự mạnh mẽ. Và trong buổi tối thứ tư tuần vừa rồi, khi mà chúng ta đã học xong cái bài chủ đề là Ta muốn hãy sạch đi, thì người chị em này bắt đầu xác quyết về đức tin chữa lành và tin rằng ý muốn của Chúa là chữa lành cho mình về mọi bệnh tật. Người chị em này từ xưa tới giờ đeo một cặp mắt kính, và nếu không có cặp mắt kính đó thì không thể nhìn rõ những gì xung quanh và không thể đọc kinh thánh mà không có mắt kính. Nhưng buổi tối hôm đó có một cái sự thúc giục của Chúa trong lòng sau khi nghe sứ điệp đó, và người chị em chúng tôi quyết định bỏ kính ra. Và khi mà bỏ kính ra thì nhìn xung quanh thì thấy mọi vật rõ ràng, và người chị em chúng tôi bắt đầu đọc kinh thánh mà không có kính, và người chị em chúng tôi bắt đầu đọc được kinh thánh. Cảm ơn Chúa. Người chị em chúng tôi rất là vui mừng. Thật ra đó là một chuyện nhỏ thôi, nhưng mà đối với người chị em chúng tôi thì đó là một việc hết sức ý nghĩa, là một việc rất là lớn lao. Chúng tôi cảm ơn Chúa bởi vì ngày càng có nhiều người thực tế đã tham gia học chương trình buổi tối thứ tư này, và đời sống họ được biến đổi. Và đặc biệt có rất là nhiều anh chị em bây giờ họ không còn uống thuốc nữa, họ không còn lệ thuộc vào bác sĩ nữa. Và cái đáng nói là từ khi họ không còn uống thuốc, họ không còn lệ thuộc vào bác sĩ, thì họ được khỏe mạnh hơn. Họ kinh nghiệm sự chữa lành, họ khỏe mạnh hơn và họ mạnh mẽ hơn. Và họ bước đi một bước kế tiếp, đó là họ dạng dĩ nói về Chúa, nói về quyền năng của Chúa, và họ dạng dĩ đặt tay trên những người bệnh và họ công bố sự chữa lành và những người bệnh được lành. Tôi vui vì những điều đó đang xảy ra càng ngày càng nhiều. Cảm ơn Chúa. Tôi vui vì có những cuộc đời được biến đổi, và đó là những bằng chứng không thể chối cãi. Cảm ơn Chúa. Thưa anh chị em, hallelujah. Có nhiều anh chị em nói với tôi là họ bị cản trở đủ cách hết. Nhiều người cản trở họ, không cho họ tham gia chương trình này. Nhưng mà càng cản trở họ càng khao khát. Càng cản trở thì số học viên thực tế tham gia chương trình này càng gia tăng lên. Mỗi tuần lễ như vậy chúng tôi nhận không biết bao nhiêu là tin nhắn, bao nhiêu là cú điện thoại để liên lạc. Và mỗi một tuần như vậy chúng ta lại tiếp cận với những người mới, những người ở trong Chúa cũng có, rồi những người ngoài Chúa cũng có. Và chúng tôi được cơ hội để hướng dẫn một số người tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa của đời sống mình, và có cơ hội để phục vụ anh chị em ở khắp mọi nơi. Cảm ơn Chúa. Tôi mong anh chị em hãy dốc lòng để cầu nguyện cho chương trình này, để chương trình này càng ngày càng phát triển. Và chúng tôi hy vọng đến một giai đoạn nào đó chúng tôi có những người thông dịch ra các thứ tiếng, để chương trình này có thể đến với những người nói các thứ tiếng khác, chẳng hạn như những người nói tiếng Anh. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Thưa anh chị em, lòng của tôi rất là vui mừng mỗi khi thấy một con người nào đó được giải phóng, mỗi khi thấy một cuộc đời nào đó được chữa lành, mỗi khi thấy ai đó được phước hạnh từ nơi Chúa và có một đời sống đức tin trở nên mạnh mẽ hơn, những con người được tự do, lòng của tôi vui mừng. Tôi biết rằng công khó của mình trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Cảm ơn Chúa. Và tôi biết rằng có rất là nhiều anh chị em ở nhiều nơi đã cầu thay cho chúng tôi, cầu thay chức vụ của chúng tôi, cho gia đình chúng tôi, cho hội thánh chúng tôi và cho một vụ chúng tôi đang làm. Chúng tôi cảm ơn anh chị em về điều đó. Cảm ơn Chúa về tấm lòng của anh chị em, và chúng ta tiếp tục kết nối với nhau để làm công việc của Chúa. Chương trình này là chương trình của tất cả mọi người. Chương trình này để phục vụ thân thể của Chúa, không vì bất cứ một cái lý do riêng tư nào cả, không vì một mục đích riêng tư nào cả, không vì hệ phái, không vì nhóm nhánh, không vì bất cứ điều gì cả. Thưa anh chị em, tôi nhắc lại một lần nữa, hội thánh Hill to Say là hội thánh được thiết lập dựa trên khải tượng Hill to Say. Và Hill to Say không phải là tên hệ phái
hay là bất cứ một cái gì tương tự như thế. Mà đây là tên trong khải tượng mà Chúa ban cho chúng tôi, để chúng tôi có thể phục vụ được tất cả những anh chị em nào thật sự có nhu cầu. Cảm ơn Chúa. Giờ này chúng ta hãy cùng nhau ca ngợi Chúa. Hallelujah. Hãy bày tỏ sự vui mừng của chúng ta ngay trong thời giờ này.
tôi chắc chắc lắm, rất chắc chắn. Nam của tôi chắc chắn an lành ở trong danh Chúa Giêsu Christ. Hallelujah. Ngài là vầng đá
con không có cứu Chúa nào cả. Ngoài Ngài ra, con không có phước nào cả. Ngài là tất cả cuộc đời con. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Ngài thật sự là phần đá vững chắc cho mỗi một cuộc đời của chúng ta. Dù bão táp phong ba có lớn đến đâu thì chúng ta luôn có một nơi nương nhờ, không bao giờ suy chuyển, là vần đá muôn đời của chúng ta, là cứu Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa. Amen. Trong thời giờ này chúng ta sẽ bước vào bài học của mình buổi tối hôm nay. Bài học buổi tối hôm nay có đề tài hãy yên đi, lặng đi. Và phần kinh thánh nền tảng cho chúng ta trong buổi tối hôm nay là Matthew chương 8 từ câu 18 đến câu 34. Anh chị em cùng mở ra với tôi. Matthew chương 8 từ câu 18 đến câu 34. Tôi xin công bố lời Đức Chúa Trời. Khi thấy đoàn người rất đông vây quanh, Đức Chúa Giêsu truyền lệnh đi qua bờ bên kia. Một thầy thông giáo đến thưa với Ngài: "Thưa thầy, thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó." Đức Chúa Giêsu đáp: "Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ gối đầu." Một môn đồ khác thưa với Ngài: "Lạy Chúa, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã." Nhưng Đức Chúa Giêsu đáp: "Hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết của họ." Đức Chúa Giêsu xuống thuyền, các môn đồ theo Ngài. Thình lình một cơn bão mạnh nổi lên trên biển, đến nỗi sóng ập vào thuyền, nhưng Ngài đang ngủ. Các môn đồ đến đánh thức Ngài và kêu lên: "Chúa ơi, xin cứu chúng con với, chúng ta chết mất." Ngài phán: "Hỡi những người ít đức tin kia, sao các con sợ?" Ngài liền đứng dậy quở gió và biển, chúng đều yên lặng như tờ. Các môn đồ rất kinh ngạc hỏi nhau: "Người này là ai mà ngay cả gió và biển đều vâng lệnh người?" Khi sang bờ bên kia, vào địa phận dân Gadara, Đức Chúa Giêsu gặp hai người bị quỷ ám từ các mồ mả đi ra. Chúng rất hung dữ, đến nỗi không ai dám đi qua đường đó. Chúng gào lên: "Hỡi con Đức Chúa Trời, chúng tôi có liên can gì với Ngài? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước hạn định không?" Bấy giờ cách đó không xa, có một đàn heo rất đông đang ăn. Các quỷ van xin Đức Chúa Giêsu: "Nếu Ngài đuổi chúng tôi ra, xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo kia." Ngài bảo: "Đi đi." Các quỷ liền lìa khỏi hai người đó và nhập vào đàn heo. Tức thì cả đàn từ truyền dốc lao xuống biển, chết chìm hết. Những kẻ chăn heo bỏ trốn chạy về thành, thuật lại mọi việc, kể cả việc xảy ra cho hai người bị quỷ ám. Cả thành ra gặp Đức Chúa Giêsu. Khi vừa thấy Ngài thì nài xin Ngài rời khỏi địa phận họ. Cái câu chuyện về cơn bão biển mà Chúa Giêsu đã dẹp, cũng như là người bị quỷ ám, thì đều được chép ở trong các sách Mác và Luca. Như vậy thì ngoài Matthew ra thì Mác và Luca cũng có ký thuật lại những câu chuyện này. Và chúng ta thấy rằng ở trong sách Matthew thì không có cái câu là hãy yên đi, lặng đi. Tuy nhiên ở trong sách Mác thì có câu đó. Chúa Giêsu nói với bão tố, nói với biển cả rằng hãy yên đi, lặng đi. Tất cả đều lặng như tờ. Và ở trong sách Matthew thì cũng kể khá là vắn tắt về cái câu chuyện những người bị quỷ ám. Ở đây nó là hai người bị quỷ ám. Nhưng mà ở trong sách Mác
và sách Luca thì kỹ thuật chỉ một người thôi. Có gì mâu thuẫn không? Tôi xin thưa rằng thật ra không có cái gì mâu thuẫn cả. Bởi vì mỗi một người họ có một cái điểm nhấn khác nhau. Matthew thì có đôi khi lại có một cái nhìn bao quát hơn, vắn tắt hơn. Nhưng mà ở trong Mark và Luca, đặc biệt là những câu chuyện này, thì lại kể một cái chi tiết hơn. Và tôi tin là lý do tại sao mà Mark và Luca chỉ nói về một người bị quỷ ám. Nói về một người bị quỷ ám không có nghĩa là chỉ có một người ở đó. Bởi vì Matthew ghi rõ là có hai người. Nhưng mà tôi tin rằng một trong hai người là một cái ca mà rất là ấn tượng đối với Mark và Luca. Và chính cái ca này là cái ca mà có quỷ quân đội, có nghĩa là có một quân đội quỷ ở trong con người đó. Như vậy thì có hai người bị quỷ ám, nhưng mà có một trường hợp rất là đặc biệt và đặc biệt gây ấn tượng cho Mark và Luca. Cho nên hai người đó chỉ kỹ thuật lại cái câu chuyện của người đó mà thôi. Cho nên không có cái gì là mâu thuẫn ở đây cả, thưa anh chị em. Quan trọng là điểm nhấn thôi. Và ở trong sách Mark và trong sách Luca, tôi sẽ đọc thêm cho anh chị em nghe ở trong sách Mark, để anh chị em thấy rõ hơn. Trong sách Mark chương 5 từ câu 1 đến câu 20, anh chị em mở với tôi trong sách Mark chương 5 từ câu 1 đến câu 20, để anh chị em có thể thấy rõ hơn về số phận của một trong hai người bị quỷ ám này, nó thê thảm như thế nào. Đức Chúa Giêsu cùng với các môn đồ sang đến bờ biển bên kia trong miền Gê-ra-sê. Khi Ngài bước ra khỏi thuyền, lập tức có một người bị uế linh ám từ nghĩa địa chạy đến trước mặt Ngài. Người này sống giữa các mồ mả, dù dùng xiềng cũng không ai giữ anh ta được. Nhiều lần bị cùm chân, xiềng tay, nhưng anh ta đều bẻ xiềng tháo cùm, không ai đủ sức chế ngự được. Cả ngày lẫn đêm anh ta cứ lang thang hết nghĩa địa đến đồi núi, la hét rồi lấy đá đánh bầm mình. Khi thấy Đức Chúa Giêsu từ đằng xa, anh ta chạy đến, sấp mình trước mặt Ngài và kêu lên: "Lạy Giêsu, Con Đức Chúa Trời chí cao, tôi có liên can gì với Ngài? Nhân danh Đức Chúa Trời, tôi xin Ngài đừng làm khổ tôi." Vì Đức Chúa Giêsu vừa phán: "Hỡi uế linh, hãy ra khỏi người này." Rồi Ngài lại hỏi: "Ngươi tên gì?" Uế linh đáp: "Tên tôi là Quân Đoàn, vì chúng tôi đông lắm." Uế linh lại van xin Ngài đừng đuổi chúng ra khỏi miền đó. Bây giờ có một đàn heo rất đông đang ăn trên sườn đồi. Các uế linh van nài: "Xin Ngài cho chúng tôi nhập vào đàn heo kia." Đức Chúa Giêsu cho phép. Các uế linh ra khỏi người ấy và nhập vào đàn heo. Cả đàn khoảng 2.000 con từ triền dốc lao xuống biển và chết chìm trong đó. Những người chăn heo chạy trốn và đồn tin ấy ra khắp thành thị, thôn quê. Dân chúng kéo đến để xem điều gì đã xảy ra. Khi đến chỗ Đức Chúa Giêsu, họ thấy người đã từng bị quỷ quân đoàn ám đang ngồi đó, mặc quần áo và tâm trí tỉnh táo, thì họ sợ hãi lắm. Những người đã chứng kiến sự việc thuật cho họ nghe chuyện gì đã xảy đến cho người bị uế linh ám và cho nàng heo. Họ nài xin Ngài rời khỏi địa phận mình. Khi Ngài xuống thuyền, người vốn bị quỷ ám xin được theo Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu từ chối và bảo: "Hãy về nhà, đến với những người thân và thuật lại cho họ những điều lớn lao mà Chúa đã làm cho con, và Ngài đã thương xót con như thế nào." Người ấy đi khắp miền Decapolơ, thuật lại những điều lớn lao mà Đức Chúa Giêsu đã làm cho mình. Ai nấy đều kinh ngạc. Anh chị em thấy đó, sách Mark đã tường thuật kỹ lưỡng hơn rất là nhiều. Và Mark chỉ tập trung vào một trong hai người bị quỷ ám thôi và đã tường thuật rất là kỹ lưỡng. Thậm chí đàn heo đó còn cho biết con số là khoảng 2.000 con. Và quỷ đó là quỷ quân đoàn hay là quân đội. Ở trong những cái bản dịch cũ thì là quỷ quân đội, nhưng mà ở trong đây là quân đoàn. Và một quân đoàn La Mã hay là quân đoàn Roma thì có khoảng từ 5-6.000 lính. Từ 5-6.000 lính. Như vậy có nghĩa là ở trong cái con người đó có khoảng 5-6.000 con quỷ. Anh chị em thấy khủng khiếp chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trở lại với Matthew của chúng ta, chương 8 từ câu 18 đến câu 34. Thì anh chị em, điều đầu tiên mà chúng ta sẽ học với nhau đó là cái giá phải trả
khi đi theo Chúa Giêsu. Thưa anh chị em, có rất là nhiều người họ suy nghĩ như thế này: nếu mà tôi đi theo Chúa Giêsu thì tôi sẽ chứng kiến rất là nhiều việc quyền năng, giống như là việc Chúa đã dẹp yên cơn bão này, hay là Chúa đuổi quỷ, hay là tôi có thể chứng kiến Chúa chữa lành bệnh nan y cho người này người kia, Chúa mở mắt người mù, Chúa mở tai người điếc, Chúa mở miệng người câm, thậm chí Chúa làm cho người chết sống dậy, vân vân và vân vân. Có nhiều người nghĩ rằng như vậy thì tôi muốn chứng kiến những việc đó và tôi đi theo Chúa. Chúng ta hãy suy nghĩ về điều này. Cái việc đi theo Chúa có phải là một cái việc chỉ đơn giản là để chúng ta đi theo và có thể chứng kiến việc này việc nọ hay không? Hay là nó mang một cái ý nghĩa gì? Hay là Chúa đang mong đợi thái độ của chúng ta như thế nào? Thưa anh chị em, chúng ta đọc ở trong cái phần Kinh Thánh Matthew chương 8 từ câu 18 cho đến câu 22. Chúng ta thấy rằng có đoàn người rất đông vây quanh. Chúa Giêsu đi đến đâu thì luôn có những đoàn người rất đông lũ lượt đi theo Ngài và vây quanh Ngài. Ngài rất là nổi tiếng, Ngài rất là có tầm ảnh hưởng đối với công chúng. Và tôi suy nghĩ rằng ở nơi này nơi nọ người ta cứ kháo nhau về Ngài, người ta cứ nói về Ngài. Người này nói có một người tên là Giêsu rất là quyền năng, giảng dạy rất là hay, rất là đầy uy quyền, rất là quyền năng, chữa bệnh, đuổi quỷ và làm nhiều phép lạ. Họ kháo với nhau như vậy từ thành thị đến làng quê, và người ta từ khắp các nơi chạy đi tìm kiếm Chúa Giêsu, bởi vì họ có nhiều nan đề trong cuộc sống, họ có nhiều nhu cầu. Và dĩ nhiên ở trong số những đám đông đó chắc chắn cũng không thiếu những người tò mò, và như tôi đã nói cũng không thiếu những kẻ chống đối đi theo để tìm cách bắt bí Chúa Giêsu, đi theo để cố chụp mũ, đi tìm những cái sơ hở nào đó của Chúa Giêsu để có thể chống đối Ngài, để có thể làm bẻ mặt Ngài, để có thể bắt bớ Ngài, để có thể triệt Ngài. Thưa anh chị em, và Kinh Thánh chép rằng có một thầy thông giáo đến thưa với Ngài: thưa thầy, thầy đi đâu tôi sẽ theo đó. Thưa thầy, thầy đi đâu tôi sẽ theo đó. Có vẻ ông thầy thông giáo này khá hơn những thầy thông giáo khác mà chúng ta đã từng học, đúng không anh chị em? Ông thầy thông giáo này muốn theo Chúa Giêsu, nói một câu nghe rất là mạnh dạn, nói một câu nghe rất là khao khát: thưa thầy, thầy đi đâu tôi sẽ theo đó. Tôi thiết nghĩ là nếu mà có một con người thật sự muốn đi theo Chúa mạnh dạn, thật sự tin cậy Chúa, thật sự khao khát, thật sự có lý tưởng như vậy, thì Chúa Giêsu phải nói rằng welcome, chào mừng con đến với ta, chào mừng con gia nhập vào đội của ta, ta rất vui vì có mặt của con, chúng ta hãy cùng nhau đi khắp mọi nơi để công bố phúc âm. Nếu quả thật thầy thông giáo đó là một người yêu Chúa, một người hết lòng tin cậy Chúa, một người hết lòng khao khát Chúa, thì tôi nghĩ rằng Chúa Giêsu đã nói tương tự như thế. Nhưng ngạc nhiên chưa? Anh chị em ơi, hãy xem cách Chúa Giêsu đáp lời. Đức Chúa Giêsu đáp: con cáo có hàng, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ gối đầu, chỉ con người viết hoa. Đây là một danh xưng mà Chúa Giêsu thường hay tự xưng khi Ngài còn tại thế. Ngài hay tự gọi Ngài là con người, chứ con người viết hoa. Tên chuyện Ngài đang nói về chính Ngài. Ngài nói rằng con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng mà con người, có nghĩa là Ngài đó, không có chỗ mà gối đầu. Anh chị em hiểu gì về câu nói này? Tôi không biết anh chị em
hiểu như thế nào. Nhưng khi tôi đọc cái câu kinh thánh này, tôi nhận ra rằng Chúa Giêsu đang cố tình để làm nản lòng cái người thầy thông giáo kia. Chúa Giêsu biết cái điều gì đó trong lòng con người này. Chúa Giêsu không hề có một cái ý nào để khích lệ hay là chào mừng anh ta gia nhập đội cả. Nhưng mà Chúa Giêsu lại nói rằng con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng con người, có nghĩa là ta đây nè, không có chỗ mà gối đầu. Tại sao? Chúa Giêsu nhìn thấy động cơ muốn đi theo Chúa của con người này. Chúa Giêsu nhìn thấy động cơ muốn đi theo Chúa của thầy thông giáo này. Tôi tin rằng Chúa Giêsu nhìn thấy những suy nghĩ, Chúa Giêsu có thể đọc thấy những suy nghĩ của anh ta. Anh ta suy nghĩ gì? Thầy thông giáo này suy nghĩ gì? Anh ta nhìn thấy sự nổi tiếng của Chúa Giêsu. Anh ta nhìn thấy tầm ảnh hưởng của Chúa Giêsu trên dân chúng. Và chắc hẳn anh ta nghĩ rằng, ồ, nếu mình đi theo ông Giêsu này thì mình cũng sẽ nổi tiếng ké. Mình sẽ cũng sẽ có được cái tầm ảnh hưởng, vì mình chung một đội mà. Anh chị em thấy giống giống cái chỗ nào mà tôi đã từng chia sẻ trong những bài học trước không? Những cái người mà nói là lạy Chúa, con đã nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ gì đó, cuối cùng thì Chúa lại nói rằng hỡi kẻ độc ác, hãy lui ra khỏi ta, ta chẳng biết các ngươi bao giờ. Tôi đã nói với anh chị em rằng có những người họ là những người thích ăn ké. Họ đi vào trong cái chỗ mà có những con người đầy quyền năng. Họ làm ra vẻ như họ muốn gia nhập vào trong đội đó. Nhưng mà động cơ của họ không phải vì yêu mến Chúa Giêsu. Động cơ của họ không phải là quý trọng mối quan hệ với Chúa Giêsu. Động cơ của họ không phải là vì yêu thương tha nhân. Không phải là nhìn thấy cảnh khốn khổ lầm than của thế giới mà họ muốn gia nhập đội của Chúa Giêsu để cùng với Ngài phục vụ nhân loại, để giải quyết những sự khổ đau trong đời sống của người ta, để xua đuổi bệnh tật, để giúp người ta thoát khỏi sự bế tắc. Họ không phải là con người như vậy. Họ chỉ muốn được nổi tiếng, họ chỉ muốn được nhiều người biết đến, họ chỉ muốn mình trở nên một con người có tầm ảnh hưởng trên nhiều người khác. Và đó là lý do vì sao họ muốn gia nhập đội. Và đó là lý do vì sao mà Chúa Giêsu nói với thầy thông giáo này là con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ gối đầu. Ngài không có chỗ gối đầu, Ngài đi từ nơi này đến nơi nọ, Ngài không có một cái cuộc sống ổn định như những con người khác, Ngài không có những tiện nghi giống như nhiều người khác. Mà Ngài đến không phải đi tìm sự ổn định đó, Ngài đến không phải đi tìm những cái tiện nghi đó, Ngài đến không phải đi tìm của cải vật chất, Ngài đến không phải để đi tìm, để trang bị, để sắm cho mình một cái căn biệt thự, một tòa lâu đài. Ngay khi mà Ngài Giáng sinh, Ngài Giáng sinh ở đâu? Ngài không Giáng sinh trong bất cứ một tòa lâu đài lộng lẫy nào cả. Ngài không Giáng sinh trong bất cứ một cái biệt thự nào cả. Ngài không Giáng sinh trong bất cứ một cái ngôi nhà kiên cố nào cả. Ngài đã bằng lòng Giáng sinh ở trong chuồng súc vật, ở trong một cái máng cỏ, trong một cái máng rơm, cái máng gia súc. Anh chị em nghĩ rằng Ngài có thể sắp xếp để Giáng sinh trong một tòa lâu đài không? Tôi tin rằng hoàn toàn có thể, quá đơn giản. Nhưng mà Ngài đã chọn để Giáng sinh trong một cái chuồng gia súc. Ngài đã chọn để Giáng sinh ở trong một cái máng ăn của gia súc, một cái máng cỏ, một cái máng rơm. Anh chị em thấy không? Con người không có chỗ mà gối đầu. Mục đích của Ngài đến là để tận hiến. Mục đích của Ngài đến là để hy sinh. Mục đích của Ngài đến là để sống cho người khác,
không phải để hưởng thụ. Cho nên những người nào đi theo Chúa Giê-xu phải hiểu rằng đi theo Chúa thì sẽ có những sự khó khăn nhất định, sẽ có những thử thách nhất định. Một khi họ đi theo Chúa thì họ phải đặt cái mục tiêu cứu người lên trên hết. Không phải đi theo Chúa để tìm kiếm danh vọng địa vị, không phải đi theo Chúa để tìm sự nổi tiếng, không phải đi theo Chúa để trở nên một con người có tầm ảnh hưởng trên người khác, không phải đi theo Chúa để trở nên một người giàu sụ, không phải đi theo Chúa để tiền bạc rủng rẽn trong ngân hàng, không phải đi theo Chúa để kim cương đầy ở trong nhà của mình. Đương nhiên, Chúa có quyền để làm cho chúng ta trở nên giàu có. Chúa có quyền ban cho chúng ta sự thịnh vượng, và Kinh Thánh nói rằng Ngài trở nên nghèo, Ngài chấp nhận sống một cuộc sống như thế đó, để chúng ta được trở nên giàu có khi chúng ta tin cậy nơi Ngài, khi chúng ta trung thành với Ngài, khi chúng ta làm theo những sự hướng dẫn của Ngài trong Kinh Thánh. Anh chị em đừng hiểu lầm tôi. Tôi không cổ suý cho sự nghèo khổ. Tôi không cổ suý cho sự khó khăn thiếu thốn. Bởi vì lời của Chúa nói rằng mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Thi Thiên thứ nhất. Những người nào yêu mến kính sợ Chúa, những người nào tránh xa đường tội nhân, những người nào không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, những con người nào không thỏa hiệp với tội lỗi, những con người yêu thích luật pháp của Đức Chúa Trời, những con người nào yêu Kinh Thánh, những con người nào say mê lời Đức Chúa Trời, những con người nào tin cậy lời Đức Chúa Trời, những con người nào áp dụng lời Đức Chúa Trời vào trong cuộc sống của mình, thì người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Chúa hứa ban cho chúng ta thịnh vượng ở trong tất cả mọi lĩnh vực của cuộc đời chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta không được đặt cái mục tiêu của sự thịnh vượng về tài chánh vật chất lên hàng đầu ở trong đời sống theo Chúa của chúng ta. Nếu chúng ta có một động cơ theo Chúa để được giàu có, theo Chúa để được nhiều của cải tài sản, thì chúng ta đã sai rồi và chúng ta sẽ thất bại mà thôi. Anh chị em hiểu điều đó không? Sự dâng hiến cũng vậy. Nếu chúng ta dâng hiến với cái suy nghĩ rằng ồ, tôi dâng hiến giống như là tôi đang đầu tư vô một cái món hời nào đó, tôi dâng hiến để rồi cuối cùng Chúa sẽ cho tôi nhiều hơn. Cái cách đầu tư này lý tưởng là tôi thấy nhiều người dâng hiến và được ban phước, cho nên bây giờ tôi cũng bắt chước, tôi dâng hiến để tôi được phước, để tôi được giàu có. Sai. Chúng ta dâng hiến cho Chúa vì tấm lòng yêu Chúa, biết ơn Chúa. Chúng ta ý thức rằng chúng ta đóng góp vào trong nhà của Chúa để phát triển vương quốc của Chúa, để giúp đỡ cho biết bao nhiêu con người khốn khổ ở ngoài kia. Đó mới là động cơ đúng. Anh chị em ơi, Chúa muốn ngăn chặn những kẻ muốn chạy theo những sự hào nhoáng bên ngoài. Chúa không cần những con người chạy theo sự hào nhoáng bên ngoài. Chúa không cần những con người chạy theo sự nổi tiếng. Chúa không cần những con người đi tìm vật chất tiền bạc, những con người chú trọng về vật chất tiền bạc. Chúa không cần những con người đó trong đội hình của Ngài. Ngài cần những con người sẵn sàng trong những hoàn cảnh khó khăn thử thách, trong những lúc cần thiết, sẵn sàng chịu đói, sẵn sàng chịu khát, sẵn sàng chịu rách rưới, sẵn sàng chịu bắt bớ, sẵn sàng chịu đánh đập, sẵn sàng thậm chí chịu giết, vân vân, vì danh vinh hiển của Ngài. Ngài nói rằng ai muốn theo ta thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Ai cố giữ sự sống của mình, cố giữ những tiện nghi của mình, cố giữ những sự tham vọng của mình thì sẽ mất. Nhưng ai vì cớ Chúa, vì cớ vương quốc của Chúa, vì cớ tin lành và sẵn sàng từ bỏ tất cả những quyền lợi của mình, những lợi lộc riêng tư của mình, từ bỏ hy sinh, thì Chúa sẽ ban thưởng cho người đó. Không chỉ là phần thưởng của cha ta trên trời là lớn lắm như chúng ta đã từng học, mà Chúa sẽ ban thưởng cho chúng ta ngay trong những ngày chúng ta còn sống trên đất này hàng trăm lần hơn về những gì mà chúng ta sẵn sàng vì danh Chúa mà hy sinh. Có nhiều người chạy đến với tôi trong những lúc chức vụ của tôi thuận lợi, trong những lúc mà tôi được nhiều người biết đến, thì có
nhiều người chạy đến và nói: Mục sư ơi, xin hãy đặt tay trên tôi để tôi trở nên đầy quyền năng. Xin hãy đặt tay trên tôi để tôi có thể chữa bệnh đuổi quỷ. Hãy đặt tay trên tôi để tôi được cái này được cái kia, để tôi trở nên một người có chức vụ giống như mục sư. Có những người mà tôi nói thẳng với họ, ngay khi họ nói như vậy, tôi nói rằng: bạn nhìn thấy những cái điều mà bạn cho là thành công, bạn nhìn thấy những cái gì đó có vẻ như hào nhoáng, những cái gì đó có vẻ như ích lợi ở trong chức vụ của tôi, nhưng bạn có biết là tôi đã phải trả giá nào để có được chức vụ ngày hôm nay không? Bạn có biết rằng tôi đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn không? Đủ thứ loại khó khăn trong những lĩnh vực khác nhau. Bạn có biết rằng khi tôi bước vào trong chức vụ này, đã có nhiều lần tôi suýt mất mạng không? Bạn có biết là tôi bị bắt bớ đủ cách không? Bạn có biết tôi bị vu oan, giá họa, bị hãm hại, bị đủ thứ sự tấn công không? Bạn có sẵn sàng trả giá để có được một chức vụ tương tự giống như tôi không? Nếu bạn sẵn sàng trả giá, thì tôi cũng sẽ đặt tay trên bạn và tôi sẽ cầu nguyện với tất cả trái tim của tôi để Chúa sử dụng bạn. Còn nếu như bạn chỉ muốn trở nên một người nổi tiếng, bạn chỉ muốn trở nên một người có tầm ảnh hưởng trên cộng đồng, bạn chỉ muốn trở nên một người mà có vẻ oai phong, ai cũng chạy đến để nhờ mình điều này, nhờ mình điều kia, và chấm hết tại đó, thì tôi xin thưa với bạn, tôi không giúp gì cho bạn được. Đã có những lần mà tôi phải nói thẳng thắn với họ như vậy. Thưa anh chị em, một khi chúng ta đi theo Chúa, thì chúng ta cần phải chuẩn bị tinh thần để đối diện với những sự khó khăn, với những trở lực. Chúng ta sẽ đối diện với những âm mưu của ma quỷ. Chúng ta sẽ đối diện với những sự tấn công, không phải là thỉnh thoảng, mà là từng ngày từng giờ trong cuộc đời của chúng ta. Tôi đã nói với những anh chị em làm việc, những anh chị em phục vụ cùng với tôi, những người thân nhất, thì tôi nói điều này. Một khi đã làm việc với tôi theo cách như thế này, thì anh chị em phải chuẩn bị tinh thần. Có thể trước đây anh chị em không bị tấn công nhiều, nhưng khi anh chị em làm việc với tôi, anh chị em sẽ bị tấn công nhiều. Anh chị em sẽ thấy sự tấn công đủ mặt hết, từ trong gia đình, bà con dòng họ, hàng xóm láng giềng, những sự tấn công trong công việc, rồi nhiều thứ tấn công khác nữa, những sự tấn công về bệnh tật, những sự tấn công đôi khi có người thì bắt đầu bị hư xe, lủng bánh xe, đủ thứ loại tấn công, từ những cái loại tấn công lớn với một quy mô lớn cho đến những cái chuyện rất là nhảm nhí, những cái chuyện giống như những cái trò vặt của trẻ con, đủ thứ. Khi họ bắt đầu quyết định bước vào trong cái quỹ đạo của Chúa, cái con đường nghiêm túc của Chúa, thì bắt đầu có những loại tấn công khác nhau. Và nhiều anh chị em nói với tôi là: mục sư ơi, từ khi bắt đầu đi trong con đường mạnh mẽ này, thì tự nhiên người này người kia trong gia đình bắt đầu đối đầu với tôi. Có những người vợ bị chồng mình đối đầu, có những người chồng bị vợ đối đầu, có những người cha người mẹ thì con cái tự nhiên đối đầu, vân vân và vân vân. Và nhiều cái sự bắt bớ nhiều kiểu khác nhau, rồi những người ở trong cộng đồng Cơ Đốc bắt đầu tấn công họ, vân vân. Những người đang theo dõi chương trình này, tôi tin rằng có nhiều người đã phải trải qua những giai đoạn như vậy. Và tôi nói với anh chị em, nó đừng nản lòng. Tại sao trước đây anh chị em ít bị tấn công và hầu như không bị tấn công gì cả? Tại vì anh chị em là tù nhân, anh chị em đang bị trói buộc, anh chị em thuộc về ma quỷ, cho nên nó không có bận tâm về anh chị em. Nhưng bây giờ anh chị em đang bước vào con đường công chính của Chúa, anh chị em đang bước vào con đường quyền năng của Chúa, anh chị em không còn là tù nhân nữa. Anh chị em là một người tù đã vượt ra khỏi cái tù ngục của mình. Và bây giờ kẻ thù cố tìm mọi cách
để truy nã, để bắt anh chị em, để lôi anh chị em trở lại. Bởi vì anh chị em đã trở thành một trong những đối tượng nguy hiểm cho thế giới tối tăm của chúng nó. Bởi vì mỗi một con người đi trong con đường công chính của Chúa, bước đi trong đội hình của Chúa Giê-xu, là mỗi một dũng sĩ của Chúa, là một con người mạnh mẽ, là một con người có thể hủy phá công việc của ma quỷ, có thể trở thành cánh tay nối dài của Chúa để đem sự cứu giúp của Chúa, sự chữa lành và phước hạnh của Chúa đến cho bất cứ một ai. Ma quỷ căm ghét những con người đó. Ma quỷ sợ những con người đó. Bởi vì Chúa ở trong họ, bởi vì Chúa hậu thuẫn cho họ, bởi vì Chúa ban năng quyền và uy quyền cho họ. Cho nên ma quỷ luôn tìm cách tấn công họ, lừa dối họ để họ sợ hãi và họ bỏ cuộc. Nhưng anh chị em ơi, bất cứ một ai thật sự tin nơi cứu Chúa của chúng ta, bất cứ một ai thật sự tin nơi lời của Chúa chúng ta và sẵn sàng để công bố lời đó, sẵn sàng để thực hành lời đó, thì chúng ta sẽ đập nát tất cả mọi sự tấn công của kẻ thù. Chúng ta sẽ bứt đứt mọi dây trói, bẻ gãy mọi xiềng xích và đạp đổ mọi đồng lũy. Bởi vì đấng ở trong chúng ta lớn hơn kẻ ở trong thế gian, lớn hơn bất cứ một thế lực nào. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Anh chị em ơi, khi mà nghe Chúa Giê-xu nói con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ gối đầu, thì một môn đồ khác thưa với Ngài: lạy Chúa, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã. Nhưng Đức Chúa Giê-xu đáp: hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Anh chị em phải đọc cái mạch văn, anh chị em sẽ thấy nó có sự liên đới với nhau. Tôi tin rằng nếu Chúa Giê-xu nói rằng ồ, đi theo ta hả? Các ngươi sẽ được ở biệt thự thường xuyên, ở khách sạn 5 sao thường xuyên, các ngươi sẽ được ăn buffet hải sản thường xuyên, các ngươi sẽ được ăn buffet thịt nướng thường xuyên, các ngươi sẽ được nằm nệm kim đan, các ngươi sẽ toàn là đi máy bay Boeing không, các ngươi đi từ tỉnh này qua tỉnh khác cũng không cần phải đi xe, mà đi máy bay, chỉ đi máy bay mà thôi, vân vân. Các ngươi sẽ có người đưa rước, rồi khi tới một nơi nào đó các ngươi sẽ được trải thảm đỏ ra, các ngươi sẽ được mời để phát biểu một cách trịnh trọng, vân vân, đủ thứ chuyện. Thì chắc là cái ông này ổng không có xin Chúa về chôn cha trước đã đâu. Tôi không có nói cái chuyện ông nói là thật hay giả ở đây, nhưng mà tôi nói với anh chị em rằng tôi tin chắc đây là một sự thoái thác, muốn rút lui. Khi mà nghe Chúa nói vậy thì cái ông môn đồ này có thể ổng cũng giống như cái ông kia thôi, cũng muốn được nổi tiếng, cũng muốn được tiện nghi, cũng muốn được cái lợi ích này, lợi ích nọ, muốn những cái điều lợi cá nhân này, lợi lộc cá nhân kia. Bây giờ nghe Chúa nói vậy trớt quốc. Vậy lâu nay cứ tưởng là mình đi theo Chúa để có gì mình được tiền bạc, mình được lợi lộc, mình được chức vị, được cái gì đó. Cuối cùng Chúa nói Chúa không có chỗ mà gối đầu. thì bây giờ mình tìm lý do mình thoái thác đi. Rồi, cho nên Chúa nói rằng hãy theo ta để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Cái lời này rất là thâm thúy anh chị ạ. Thâm thúy lắm. Hãy theo ta. Chúa muốn nói gì? Đi theo Chúa có nghĩa là đi theo một đội hình sống. Và đi theo Chúa để làm những công việc sống. Đi theo Chúa để cứu những con người sống. Người chết thì đã có phần của họ rồi. Có nhiều người nói ồ, Chúa nhẫn tâm quá, cha người ta chết mà về xin chôn cha, mà Chúa cũng tìm cách, Chúa cản trở, Chúa nói này nói kia. Có phải Chúa của chúng ta thiếu tâm lý đến mức độ vậy không? Có phải Chúa của chúng ta thiếu lòng nhân đạo? Có phải Chúa chúng ta thiếu lòng cảm thông không? Chúa bắt chẹt người khác, Chúa bắt ép người khác không? Không! Chúa của chúng ta là đấng có tấm lòng quảng đại, Ngài nhân từ, Ngài yêu thương, Ngài tâm lý, Ngài rất cảm thông. Nhưng ngay tại chỗ này, khi mà Chúa nói là hãy theo ta để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, Chúa muốn nói với con người đó và những người xung quanh rằng đi theo Chúa là bước vào trong một đội hình sống và làm những công việc sống để cứu những con người sống. Bởi vì chỉ có những con người sống mới có cơ hội. Chết thì họ sẽ không còn cơ hội nào nữa. Những người nào mà chưa tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ mà chết đi
thì họ chỉ có đi địa ngục thôi. Số phận của họ sẽ là địa ngục mãi mãi thôi. Họ không có cơ hội nào cả. Đó là lý do vì sao chúng ta phải nôn nã, chúng ta phải nhiệt tình, chúng ta phải dốc hết lòng hết sức của chúng ta để đầu tư vào trong công cuộc truyền giáo. Chúng ta là một đội hình sống, và chúng ta cần phải làm những công việc sống để cứu những con người còn đang sống, những con người đang còn có cơ hội để sống, để họ không phải chết nữa, để họ không phải đối diện với sự chết đời đời, sự hư mất đời đời. Thưa anh chị em, và những con người ở trong đội hình của Chúa là những con người đầu tư vào những công việc sống. Chúng ta sẽ phải hy sinh nhiều điều lắm. Hy sinh nhiều điều lắm. Và một người đi theo Chúa rất dễ bị trách móc đủ thứ hết. Trách móc đủ thứ hết. Không sao tránh khỏi được, anh chị em ơi. Bởi vì không chịu làm giống như người này, không chịu làm giống như người kia, không đáp ứng những cái điều mà con người mong đợi trong cái bản tánh xác thịt của họ. Bởi vì chúng ta đang đi trong một đội hình sống, và Chúa muốn chúng ta làm những công việc sống. Cho nên có những công việc chết, những công việc mà chúng ta đặt nó ở hàng thứ yếu, chúng ta không làm, và chúng ta bị người này người kia chỉ trích lên án. Tại sao không thế này, tại sao không thế kia? Nhưng họ không hiểu rằng cái công việc cứu người là công việc quan trọng nhất. Công việc cứu những con người hư mất là công việc quan trọng nhất. Bởi vì Chúa Giê-xu nói rằng một linh hồn quý hơn cả thế gian. Nếu một con người đánh mất linh hồn của mình thì người đó sẽ lấy chi mà đổi lại linh hồn của mình? Linh hồn là quý nhất. Và anh chị em ơi, Chúa muốn tôi và anh chị em gia nhập vào trong đội hình sống của Ngài để làm những công việc sống và để cứu những con người vẫn còn cơ hội để sống. Những con người họ còn đang sống, đang thở, họ cần được nghe phúc âm, họ cần được nghe tin lành, họ cần được chứng kiến những công việc quyền năng của Đức Chúa Trời để họ hạ mình xuống ăn năn tội lỗi, để họ tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa của đời sống mình, để họ thoát khỏi địa vị của sự hư mất và có tên trong sổ sự sống của Đức Chúa Trời ở trên thiên đàng. Hallelujah. Anh chị em ơi, vậy thì cái giá phải trả khi đi theo Chúa Giê-xu là một cái giá không hề nhỏ. Đó là một cái giá lớn. Và chỉ có những con người nào thật sự yêu Chúa, chỉ có những con người nào thật sự biết ơn Chúa, chỉ có những con người nào thật sự kính sợ Chúa, thì những con người đó mới có thể chấp nhận trả cái giá này. Mười mấy năm phục vụ Chúa, tôi đã trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm. Nếu phục vụ Chúa theo cách mà xin xỏ tiền bạc của người khác, nếu phục vụ Chúa theo cách mà để lệ thuộc vào tài chánh của người khác, nếu phục vụ Chúa theo cách mà mưu cầu danh lợi chức quyền cho mình, thì nó quá đơn giản. Nếu tôi muốn theo cách đó thì giờ này tôi cũng đã là một ông này bà nọ, cũng là có đẳng cấp ở trong tổ chức loài người rồi. Nhưng mà tôi nói với anh chị em rằng tôi không bao giờ muốn đi theo Chúa theo cách đó. Tôi vẫn nói một cái điều thế này, nghe có vẻ là hơi ngông nghênh, nhưng mà anh chị em cứ suy gẫm xem tôi nói có đúng không nhé. Thà tôi làm một cái người đi buôn lậu ở bên ngoài còn hơn là tôi mang danh nghĩa là một sư, một tôi tớ Chúa, mà mưu cầu danh lợi cho mình, lợi dụng chức quyền để trục lợi, để tìm kiếm những cái lợi lộc cá nhân. Thà tôi làm một cái người đi buôn lậu bên ngoài còn hơn là lợi dụng danh của Chúa để tìm kiếm những lợi ích cá nhân của mình, của gia đình mình, rồi sống luồn cuối, lệ thuộc vào tài chánh của người khác, lúc nào cũng ngửa tiền, ngửa tay ra xin tiền, xin tiền, xin tiền. Tôi nói với anh chị em, tôi có một niềm tự hào. Từ khi bước theo tiếng gọi phục vụ Chúa, tôi chưa bao giờ ngửa tay xin tiền bất cứ một ai. Người ta có thể dâng hiến cho tôi, người ta có thể tặng quà cho tôi, nhưng tôi không bao giờ xin xỏ tiền bạc của ai, hay là cố bịa ra những câu chuyện đáng thương, những câu chuyện nào đó khó khăn, nhọc nhằn gì đó để làm mũi lòng người ta, để người ta rót tiền cho mình, để rồi mình dùng cái đồng tiền đó mình sống. Đối với tôi, làm như vậy nhục lắm.
Tôi bước đi theo Chúa và tôi muốn tận hiến cuộc đời tôi cho Ngài với một cái suy nghĩ đơn giản thôi. Cuộc đời tôi tưởng chừng như đã mất rồi. Cái mạng của tôi tưởng chừng như đã mất rồi. Nếu Chúa không chạm đến cuộc đời tôi, nếu Chúa không ban ân điển cho tôi, thì tôi đã chết từ lâu lắm rồi. Hoặc nếu tôi có sống thì tôi cũng sống như một con người bệnh tật, ốm đau tối ngày, và là một kẻ đầy dẫy những sự xấu xa. Tôi nay là người thế này là nhờ ơn của Chúa và ơn Ngài ban cho tôi, không phải là uổng vậy. Phaolô nói như vậy và tôi cũng muốn nói như vậy. Và tôi đi theo Chúa với tất cả trái tim của tôi. Tôi đi theo Chúa chỉ mong muốn nhìn thấy công việc của Đức Chúa Trời được mở mang. Khi mình được nắm tay cùng đồng lòng, cùng hiệp sức với anh em, những anh em thật của mình, để cùng nhau làm những công việc mà Chúa giao phó và thấy được ích lợi từ những công việc đó, thấy được những linh hồn được cứu, thấy những con người được chữa lành, thấy những con người được giải phóng, thấy những con người được phước của Chúa, thấy những con người được tự do. Mỗi khi thấy một người được tự do, mỗi khi thấy một người được chữa lành bệnh nan y, mỗi khi thấy một ai đó được phóng thích ra khỏi quyền lực của ma quỷ, mỗi khi thấy một gia đình có được trật tự trở lại, có được hạnh phúc trở lại, lòng tôi vui mừng. Đối với tôi đó là phần thưởng. Có những lúc tưởng chừng như mệt mỏi về thể xác, có những lúc ở trong những hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng khi tôi đọc những lời chứng của anh chị em, khi tôi nghe những lời chứng của anh chị em, khi tôi nhìn thấy anh chị em được chữa lành, khi tôi nhìn thấy anh chị em được Chúa làm một phép lạ nào đó, làm một cái điều ơn phước nào đó trên cuộc đời anh chị em, thì tôi như được tiếp sức và tôi tiếp tục đứng dậy và tiếp tục phục vụ đi Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Anh chị em ơi, có một cái giá phải trả để chúng ta đi theo Chúa. Và nếu chúng ta sẵn sàng trả cái giá đó để đi theo Chúa, từ bỏ đi những quyền lợi của riêng mình để thấy được công việc của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra, thì tôi thưa với anh chị em rồi, anh chị em nhất định sẽ có thể chứng kiến biết bao nhiêu điều tuyệt vời mà Đức Chúa Trời làm khi anh chị em đi trong đội hình của Ngài. Hallelujah. Anh chị em sẽ trở nên những con người đầy quyền năng. Anh chị em sẽ trở nên những con người đầy sự khôn ngoan, thông sáng. Anh chị em sẽ trở nên những con người mà luôn có những cái giải pháp từ lời Đức Chúa Trời để cung ứng cho những người xung quanh của chúng ta. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Những môn đồ thật của Chúa, những con người sẵn sàng bước đi theo Chúa, họ cũng phải đối diện với những cơn bão, thậm chí những cơn bão rất là lớn. Đức Chúa Giêsu xuống thuyền, các môn đồ theo Ngài, thình lình một cơn bão mạnh nổi lên trên biển đến nỗi sóng ập vào thuyền, nhưng Ngài đang ngủ. Cả ba sách Matthew, Mark và Luca đều ghi lại rằng Chúa Giêsu đang ngủ trong khi bão tố ập đến. Có phải Ngài vô tâm không? Có phải Ngài hờ hững không? Có phải Ngài vô trách nhiệm không? Xin thưa rằng không. Tôi tin rằng đây là một sự cố ý của Chúa. Ngài biết tất cả. Ngài hoàn toàn có thể thức dậy ngay khi bão tố ập đến, nhưng mà Ngài cố tình ngủ để xem các môn đồ sẽ làm gì trong khi Ngài ngủ. Qua cả ba sách chúng ta thấy rằng các môn đồ cố tìm cách chống chọi. Họ cố tìm cách chống chọi bằng sức riêng của họ. Có thể họ nghĩ rằng chúng tôi là những ngư phủ chuyên nghiệp. Có nhiều người ở trong số các môn đồ là những ngư phủ chuyên nghiệp, chẳng hạn như là Phi-e-rơ, chẳng hạn như là Giăng, chẳng hạn như là Gia-cơ. Những ngư phủ chuyên nghiệp, và họ cố tìm cách để có thể đối đầu với cơn bão này và có thể giải quyết nó. Cũng giống như ngày hôm nay, người ta nói rằng phòng chống bão. Có phòng chống được không? Không bao giờ. Từ xưa tới nay không có ai mà phòng chống bão được. Một khi bão nó thực sự quét đến thì chỉ có tàn phá và tàn phá thôi. Chỉ trừ khi có quyền năng của Chúa can thiệp vào thì tình hình được giải quyết. Bằng không thì chỉ có thiệt hại và thiệt hại. Các môn đồ đã cố làm tất cả mọi cách, nhưng mà họ không thể nào ngăn được cơn bão này và nước vào trong thuyền và thuyền sắp sửa chìm. Lúc đó họ đánh thức Chúa Giêsu dậy. Trong Matthew thì không có nói rõ ràng, trong các sách kia
thì mô tả một cách kỹ lưỡng chi tiết hơn. Và cho chúng ta biết rằng họ cuống cuồng, họ nháo nhào, rồi họ đánh thức Chúa dậy với một cái lời giống như là trách móc. Như thế này mà Ngài ngủ được sao? Ngài không lo chúng ta sắp chết sao? Họ đã đi theo Chúa, họ chứng kiến nhiều điều rồi. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì họ vẫn chưa có được cái đức tin như là Ngài mong muốn. Thậm chí họ nghĩ rằng Ngài cũng có thể chết cùng với họ trong cơn bão này. Ngài không lo chúng ta chết sao? Không có nói là Ngài không lo tụi con chết sao? Nhưng mà nói là Ngài không lo chúng ta chết sao? Có nghĩa là trong đó có Ngài đó. Chết chùm đó nha. Họ chưa thật sự hiểu. Họ chưa thật sự hiểu về đấng mà mình đang đi theo. Thưa anh chị em, tôi muốn dừng lại ở đây một chút để cho anh chị em thảo luận. Câu hỏi thảo luận mà tôi đặt ra cho anh chị em trong buổi tối hôm nay đó là: theo anh chị em, để đuổi quỷ và hủy phá những công việc của chúng, Chúa Giêsu cầu xin Đức Chúa Cha hay Ngài ra lệnh cho chúng trong uy quyền? Điều này có thể áp dụng cho chúng ta ngày nay không? Tôi đọc lại câu hỏi. Theo anh chị em, để đuổi quỷ và hủy phá những công việc của chúng, Chúa Giêsu cầu xin Đức Chúa Cha hay Ngài ra lệnh cho chúng trong uy quyền? Điều này có thể áp dụng cho chúng ta ngày nay không? Rồi, các anh chị em trong lớp học trực tiếp chuẩn bị nha. Rồi các anh chị em theo dõi qua livestream thì có thể đóng góp bằng cách là gửi những comment của mình vào trong phần livestream của chúng ta. Bởi vì có một cái thiết bị của tôi đang bị vấn đề, ảnh hưởng đến việc thảo luận của lớp học trực tiếp, cho nên anh chị em chờ tôi chút xíu, tôi sẽ lấy một cái thiết bị khác rồi để thay thế. Chị em thông cảm nha, hôm nay có rất là nhiều trở ngại, rất là nhiều điều gây khó khăn cho tôi trong việc thực hiện chương trình này. Tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tôi mong anh chị em cùng chiến đấu với tôi nha. Hôm nay là một ngày vất vả, nhưng không sao, Chúa sẽ bổ sức lại cho chúng ta. Rồi, các anh chị em trong lớp trực tiếp có nghe tôi không? Anh chị em trong lớp có nghe tôi không? Vui lòng lên tiếng. Alo? Các anh chị em trong lớp có nghe tôi không? Alo? Thoát ra vào lại. Trong khi chờ đợi thì các anh chị em gửi comment của mình vào nhé. Xin hãy cầu nguyện để tôi có thể khắc phục được sự cố này. Alo? Các anh chị em trong lớp trực tiếp có nghe tôi không? Alo, nghe đây. Rồi, cảm ơn Chúa. Nghe. Cảm ơn Chúa, tốt quá. Cuối cùng chúng ta đã khắc phục được sự cố rồi. Tôi đã đọc câu hỏi anh chị em nghe rồi đúng không? Bây giờ chúng ta cùng nhau thảo luận đi. Ai sẽ là người xung phong trong buổi tối hôm nay?
Rồi, các anh chị em nhanh chóng nha. Bởi vì chúng ta bị những cái trục trặc cho nên là mất thời gian nhiều. Cho nên nhanh chóng lên. Ai sẽ là người đầu tiên phát biểu buổi tối hôm nay? Dạ, chào mục sư. Rồi, xin chào anh Hiệp. Mời anh Hiệp phát biểu. Dạ. Thưa em, Hiệp tóm tắt gọn cái đủ quỷ là đủ những cái tầng quỷ xu không cần xưng xin phép từ đây chứ nhưng mà ngài có cái quy quyền đó, ngài biết ngài có mang được cái quy quyền đó, ngài ra lệnh thì những cơn gió ngộ đồ vừa gặp bây giờ cơn sóng và biển gió thì các môn đồ bản sợ thì trong câu 20 sao thì Chúa Giêsu hỏi kẻ các ngươi sợ thì Chúa Giêsu hoàng liền vỡ biển và gió liền phải ngưng và dưới đó mấy câu dưới thì khi mà những người mà Chúa Giêsu thì những người đó liều có phạt xuống và nói với Chúa Giêsu và hãy cho những người đó những cái lên binh đó vào những con heo thì Chúa Giêsu có nói là hãy đi Chúa Giêsu dùng quy quyền mình có và sai ra lệnh những cái với linh đó đi chứ không có cần phải xin chú phép hay là xin chú cha ban cho quy quyền đó. Rồi, cảm ơn anh Hiệp. Cảm ơn Hiệp. Rồi, người tiếp theo là ai? Rồi, xin mời người tiếp theo, chúng ta nhanh chóng nha. Alo, anh chị em có nghe tôi không? Alo, nghe ạ. Rồi, xin mời người mới vừa lên tiếng. Dạ, câu hỏi đó là theo anh chị em để đuổi quỷ và hủy phá những cái việc của ma quỷ thì Chúa Giêsu đã có cầu xin Đức Chúa Cha là không? Thì Ngài đã không cầu xin Đức Chúa Cha nhưng mà Ngài đã ra lệnh cho chúng nó ở trong cái uy quyền để mà chúng nó phải ra đi. Và điều này thì ngày hôm nay chúng ta cũng có thể áp dụng ở trong cái điều này. Vì như anh Hiệp vừa rồi cũng có nói là ở trong câu thứ 26 khi mà bị gặp bão giữa biển thì Ngài quở họ rằng là hỡi kẻ ít đức tin kia, có sao các ngươi sợ? Thì Ngài bèn đứng dậy và quở gió và biển. Rồi cũng như khi mà Chúa ở trong Phúc Âm Giăng để cho chúng ta thấy rõ hơn ở cái điều mà chúng ta phải áp dụng đó là ở trong Giăng đoạn thứ 14 khi mà Chúa nói với Philip rằng là ngươi ở với ta đã lâu mà chưa biết ta hay sao, và Chúa nói ở trong câu thứ Giăng đoạn 14 câu thứ 12 quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm và lại cũng làm việc lớn hơn nữa thì ta đi về cùng cha. Rồi tiếp theo câu 13 là Chúa nói là các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu ta sẽ làm cho để cha được sáng danh nơi con. Nếu các ngươi nhân danh ta và xin điều chi ta sẽ làm cho. Đó là điều mà chúng ta phải dùng cái uy quyền mà trong danh của Chúa Giêsu để mà làm cái điều đó, thực hiện cái điều đó giống như Chúa Giêsu đã làm. Chúa Giêsu không có kêu xin Đức Chúa Cha nhưng mà Chúa đã làm ở trong cái uy quyền của Ngài đó miễn là trong danh của Chúa Giêsu thì chúng ta cũng sẽ áp dụng điều này cho chúng ta ngày hôm nay được. Dạ, xin thế ạ. Cảm ơn chị Hạnh. Rồi người tiếp theo là ai đây? Tôi muốn nghe một người nữa. Trong khi chờ đợi thì các anh chị em theo dõi qua livestream cứ tiếp tục gửi
ý kiến của mình thông qua các comment nhé. Rồi, tôi muốn nghe một người nữa ở trong lớp học trực tiếp. Có ai muốn phát biểu nữa không? Rồi, như vậy thì tới lượt tôi nhé. Tôi nhắc lại câu hỏi hồi nãy tôi đặt ra cho anh chị em. Theo anh chị em, để đuổi quỷ và hủy phá những công việc của chúng, Chúa Giêsu cầu xin Đức Chúa Cha hay Ngài ra lệnh cho chúng trong uy quyền? Điều này có thể áp dụng cho chúng ta ngày nay không? Bây giờ chúng ta sẽ trở lại với phần Kinh Thánh của chúng ta ở trong Matthew chương 8 từ câu 23 cho đến hết cái đoạn 8 này nha. Như vậy thì anh chị em thấy rằng ở phần trên thì nói về việc Chúa dẹp cơn bão biển, và ở phần dưới nói về việc Chúa đã giải phóng cho hai người bị quỷ ám. Và trong các sách Mark, Luca thì tập trung vào một người, và một trong hai người đó là một người mà bị quỷ quân đoàn ám vào. Có nghĩa là ở trong con người đó có khoảng 5-6 ngàn con quỷ. Thưa anh chị em, chúng ta suy nghĩ gì về điều mà Chúa Giêsu đã làm? Khi mà bão tố ập đến, các môn đồ hoảng sợ, các môn đồ làm đủ mọi cách để chống chọi, nhưng mà không thể nào ngăn được cơn bão đó, và thuyền sắp sửa bị chìm. Và họ bắt đầu sợ hãi, họ la lên, họ kêu Chúa. Họ nói, Thầy ơi thức dậy đi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Và Kinh Thánh chép Chúa Giêsu đã thức dậy trong một cái sự thản nhiên và bình tĩnh. Ngài không hề hoảng hốt, Ngài không hề sợ hãi, và Ngài đã nói rất là rõ ràng: hỡi những người ít đức tin kia, sao các con sợ? Đây là một lời trách của Chúa Giêsu, là hỡi những người ít đức tin kia, sao các con sợ? Ngài như muốn nói rằng các con đã đi theo ta suốt một cái thời gian khá là dài như thế, các con đã chứng kiến biết bao nhiêu công việc quyền năng mà ta đã làm, tại sao các con không tin rằng sự có mặt của ta ở trong con thuyền này sẽ gìn giữ mạng sống của các con? Tại sao các con không tin rằng sự có mặt của ta trong thuyền này sẽ dẹp sạch bão tố và trả lại cho các con sự bình an? Chúa Giêsu đã thật sự trách họ, và sau khi trách họ là ít đức tin, thì Ngài liền đứng dậy quở gió và biển, chúng đều yên lặng như tờ trong sách Mark và sách Luca. Thì trích dẫn cái lời quở trách của Ngài: hãy yên đi, lặng đi. Thì bão tố biển cả bắt đầu yên lặng như tờ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi không biết rằng cái điều này có thật không, bởi vì tôi chưa có cơ hội đi đến Do Thái, chưa có cơ hội để đi đến thăm biển hồ Galilee. Nhưng tôi nghe rất là nhiều tôi tới Chúa, những nhà nghiên cứu, họ nói rằng những cái nhà khoa học đã nói rằng biển hồ Galilee không hề có biển cả gì cả. Và người ta nói rằng kể từ khi mà Chúa Giêsu đã quở trách cơn bão thì ở trên biển hồ Galilee không còn bão tố nữa. Tôi không biết là điều đó có thật hay không. Nhưng mà riêng ở trong trường hợp này thì Kinh Thánh nói rất là rõ ràng, khi Chúa Giêsu nói hãy yên đi, lặng đi, thì tất cả đều yên lặng như tờ. Cái điều đầu tiên mà tôi muốn nói với anh chị em rằng đó là sự oai nghi của Chúa. Ngài thật sự là Chúa Tể của cả hoàng vũ. Anh chị em ơi, ở trên thế giới này có rất là nhiều điều đáng sợ, nhưng mà những cơn bão, những thiên tai là những điều mà hầu như mọi người đều sợ. Bởi vì nó không chỉ giết một người, mà nó có thể giết rất nhiều người. Nó có thể xóa sạch cả một thành phố, nó có thể xóa sạch cư dân trên một vùng đất, nó có thể giết sạch hết tất cả những người sống trên vùng đất đó. Khi mà nó đến, có rất nhiều loại thiên tai.
Và bão tố là một trong những điều đáng sợ nhất trong những loại thiên tai, thưa anh chị em. Và không có một con người nào có thể chế ngự được thiên tai. Không có một tập thể, không có một tổ chức nào, không có một quân đội nào có thể chế ngự được thiên tai. Không có một quân đội nào có thể chế ngự được những cơn bão vô cùng đáng sợ. Vậy mà Ngài chỉ cần nói rằng hãy im đi, lặng đi, thì tất cả đều yên lặng như tờ. Điều đó minh chứng rằng Ngài thật sự là Chúa Tể của cả cõi hoàng vũ. Có người nói rằng ồ, bão tố đáng sợ, nhưng mà cũng có một thứ đáng sợ khác, không biết là Chúa có thể trị được không, là quỷ. Và chúng ta thấy ngay dưới câu chuyện về bão tố là cái câu chuyện về Chúa xử lý, Chúa giải phóng những người bị quỷ nhập. Ở trong đó có một người bị quỷ quân đoàn nhập vào, có từ 5 đến 6 ngàn con quỷ ở trong con người đó. Và chúng ta thấy Chúa Giê-xu đã xử lý một cách nhẹ nhàng và dễ dàng. Một lần nữa điều đó chứng minh rằng Ngài thật sự là Chúa Tể trên cả cõi hoàng vũ. Không có ai lớn mạnh như Ngài, không có ai vĩ đại như Ngài, không có ai oai nghi như Ngài. Tuyệt vời thưa anh chị. Và cái cách để Chúa xử lý tất cả những sự việc này là gì? Chúng ta không hề tìm thấy Ngài ngửa mặt lên trời và cầu nguyện như thế này: Cha ơi, xin hãy khiến bão tố yên lặng. Khi Ngài đối diện với quỷ quân đoàn, Ngài không hề ngửa mặt lên trời và cầu nguyện rằng: Cha ơi, xin hãy đuổi quỷ này giùm con. Không hề. Ngài nói với cơn bão: Hãy im đi, lặng đi. Và Ngài nói với 5-6 ngàn con quỷ, tức là cái quân đoàn quỷ ở trong nạn nhân, là gì? Ngài ra lệnh cho nó phải đi ra khỏi người đó và nhập vào trong bầy heo. Lũ quỷ đó xin Chúa cho nhập vào bầy heo. Và tôi tin lý do vì sao mà Chúa chấp nhận cái lời thỉnh cầu của chúng là cho nhập vào bầy heo, đó là để thật sự minh chứng cho những con người thời bấy giờ và cho muôn đời sau rằng có một đấng vĩ đại đã đuổi một quân đoàn quỷ ra khỏi một con người. Bởi vì lũ quỷ đó là vô hình. Nếu như không có chuyện nhập vào trong bầy heo thì có nhiều người họ sẽ nghi ngờ, họ nói làm gì mà có chuyện một người mà bị quỷ nhập nhiều như vậy. Nhưng mà sự thật là như vậy. Có những con người mà họ đã mở toan cánh cửa cuộc đời họ ra để mời gọi lũ quỷ vào. Họ đã có những kết ước với ma quỷ. Người ta gọi là bán linh hồn cho ma quỷ đó. Anh chị em ơi, có rất là nhiều người đã có những cái hành động gọi là bán linh hồn cho ma quỷ, có những kết ước với ma quỷ, và họ đã mở toan cánh cửa cuộc đời họ ra, và đủ thứ quỷ đã nhập vào trong họ, cả một quân đoàn quỷ nhập vào trong họ, mấy ngàn con quỷ nhập vào trong họ, và lũ quỷ là vô hình. Nếu không có cái sự kiện chúng nó nhập vào bầy heo và lao xuống dốc và chết hết thì nhiều người sẽ nghi ngờ. Chúa rất là khôn ngoan, Chúa cho phép chúng nó nhập vào bầy heo. Cái lũ quỷ thì nó luôn muốn nhập vào cái điều gì đó, nó không có muốn nó cứ lang thang mãi. Kinh Thánh chép rằng nó luôn muốn nhập vào một cái con người hoặc là một cái vật thể nào đó. Dường như tụi nó rất là khát khao, không biết là chúng nó cảm thấy cô đơn hay như thế nào, tôi không biết. Nhưng mà rõ ràng là quỷ nó luôn có một khát vọng muốn nhập vào một con người nào đó, đặc biệt nó nhập vào con người. Mà nếu mà bị đuổi ra không cho nhập vào người thì nó cũng muốn nhập vào một cái con vật nào đó. Thưa anh chị em, rõ ràng quá câu chuyện này chúng ta thấy được cái điều đó. Khi Chúa Giê-xu ra lệnh cho chúng nó ra khỏi người đó, nhập vào bầy heo, thì Kinh Thánh chép rằng cái bầy heo có khoảng 2.000 con đó bắt đầu lao như điên cuồng xuống, lao xuống dốc, chết sạch hết. Như vậy thì ở trong mỗi một con heo đó thì có ít nhất là hai con quỷ. Chúng ta cứ làm phép tính đi, anh chị em thấy không, khủng khiếp. Đó là lý do vì sao số phận của cái người này trước đây thật là tội nghiệp.
cứ đi hết mùa mã này đến mùa mã khác, có xiềng xích gì cũng bẻ ra hết, sức mạnh của quỷ mà rất là nguy hiểm, không có ai dám lại gần hết. Và khi Chúa Giêsu xuất hiện thì Ngài giải quyết tất cả lũ quỷ đó và buông tha cho người này được tự do. Ngài thật sự là Chúa Tể của cả cõi hoàng vũ và không có một thế lực nào mạnh hơn Ngài. Thưa anh chị em, những thiên tai cũng không là gì trước mặt Ngài. Ngài chỉ cần phán một lời thôi thì tất cả phải yên lặng. Tôi còn nhớ câu chuyện này. Những năm tháng mà tôi còn ở ngoài Tam Kỳ, Quảng Nam, thì tôi đã kinh nghiệm một loại phép lạ khác hơn là phép lạ chữa lành và giải cứu. Người ta nói rằng năm nào ở trên mảnh đất Quảng Nam cũng có bão tố. Nhưng mà thật sự là những năm tháng mà tôi ở đó thì bão tố không bao giờ xảy ra. Thật sự mà như vậy. Chúng tôi hướng dẫn hội thánh ở đó, mỗi lần mà nghe nói bão là chúng tôi bắt đầu cầu nguyện, chúng tôi bắt đầu có những lời công bố trong đức tin. Và bão tố chuyển hướng, cái vùng chúng tôi không có đối diện với bão. Tôi không biết là nó đã làm thiệt hại ở những cái vùng lân cận nào, nhưng mà cái vùng ngày xưa hội thánh chúng tôi ở đó thì bão tố không tàn phá được. Nhưng có một lần nọ, cơn bão ập đến rất là bất ngờ. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi chứng kiến một cơn bão. Bởi vì tôi ở Sài Gòn thì tôi hầu như không bao giờ thấy bão. Nếu mà thấy bão thì thấy qua TV, thấy qua phim ảnh thôi. Nhưng lần này thì tôi chứng kiến một cơn bão ập đến ngay tại chỗ của chúng tôi. Và lúc đó cái căn nhà đó là nó gần như mục nát rồi. Sau này thì chúng tôi đã đập cái căn nhà đó và xây lại một cái nơi thờ phượng Chúa tại nơi đó. Thì cái lúc căn nhà đó trong tình trạng mục nát thì cơn bão ập đến. Thưa anh chị em, lúc bấy giờ tôi nghe có tiếng nói trong lòng của tôi và tôi tin đó là tiếng của Chúa. Đó là hãy giơ tay về phía biển và hãy nhân danh Chúa Giêsu Christ để ra lệnh cho cơn bão di chuyển ra ngoài biển khơi và tan biến ở đó. Tôi chưa bao giờ làm điều đó trong cuộc đời của tôi. Tôi đặt tay để công bố sự chữa lành, tôi đặt tay để đuổi quỷ, nhưng tôi chưa bao giờ có một cái kinh nghiệm là công bố để cơn bão phải lui đi và tan biến. Tôi đọc trong Kinh Thánh nói về việc Chúa Giêsu làm điều đó. Nhưng cá nhân của tôi thì tôi chưa bao giờ làm điều đó. Nhưng lần này có một sự thách thức trong lòng của tôi là tôi phải sử dụng đức tin của mình để làm điều đó. Và tôi đã vâng lời. Tôi tin đó là tiếng của Chúa và tôi vâng lời. Tôi giơ tay về phía biển. Tôi nói nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho cơn bão này phải di chuyển ra ngoài biển khơi và tan biến ở đó. Thì tôi công bố lần đầu tiên, dường như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó tôi lại nghe một sự thúc giục trong lòng của tôi tiếp tục công bố. Tôi không bỏ cuộc, tôi không nản lòng. Tôi tiếp tục giơ tay về phía biển và tôi nói nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho cơn bão này phải di chuyển ra ngoài biển khơi và tan biến ở đó. 5 phút sau, tất cả yên lặng như tờ, không còn một giọt mưa nữa thưa anh chị. Và tôi bắt đầu hiểu rằng Kinh Thánh hoàn toàn có thật. Chúng ta không chỉ có thể đuổi quỷ, chữa bệnh trong danh Chúa Jesus Christ, mà chúng ta còn có thể ra lệnh cho bão tố dừng lại hoặc tan biến trong danh Chúa Jesus Christ. Nói như vậy không có nghĩa là bất cứ lúc nào có mưa bão, anh chị em công bố thì sẽ tan biến. Tôi tin rằng có những cơn mưa mà Đức Chúa Trời muốn nó xảy ra. Nó là hiện tượng thời tiết bình thường thôi. Và tôi cũng tin rằng có những cái cơn bão mà thật sự nó cần thiết, như một sự ngâm đe xảy ra trên những cái vùng đất. Và tôi thấy những vùng đất nào thờ cúng hình tượng càng nhiều, mê tín dị đoan càng nhiều, chơi bùa, chơi ngải, chống nghịch lại Đức Chúa Trời, thờ ma lạy quỷ, thờ hình lạy tượng, ăn cơm trời, uống nước trời, hít thở không khí trời mà không chịu thờ phượng Đức Chúa Trời, thì những cái vùng đất thường hay bị bão tố. Và tôi tin rằng bão tố là sự ngâm đe mà Đức Chúa Trời cho phép xảy ra đối với những con người, những vùng đất mà đó chối bỏ Ngài. Để trong cái hoàn cảnh đó có người thấy mình thật là nhỏ bé và con người có thể hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời. Và thưa anh chị em, nếu như ở trong hoàn cảnh đó có những con người thật sự hạ mình xuống ăn năn trước mặt Chúa, và ở trong cái hoàn cảnh đó có những cơ đốc nhân hạ mình xuống đại diện cho
cộng đồng dân cư tại nơi đó, đại diện cho dân tộc, để mà kêu cầu Chúa, ăn năn với Chúa, kêu cầu Chúa, cầu xin Chúa, thì tôi tin rằng Đức Chúa Trời hoàn toàn có thể chuyển hướng bão. Đó là điều mà chúng ta đã kinh nghiệm nhiều lần, đúng không? Cộng đồng Cơ Đốc của chúng ta đã kinh nghiệm nhiều lần những lúc đài báo bão, nhưng mà chúng ta đã kêu cầu Chúa. Và có những cái cơn bão, có những cái cơn mưa bất thường mà nó không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời, mà nó là sự cướp giết và hủy diệt của ma quỷ, sự lợi dụng để cướp giết và hủy diệt. Và nếu nó là những cái cơn bão đến từ thế giới của sự tối tăm, và chúng ta biết được rõ ràng, chúng ta hoàn toàn có thể nhân danh Chúa Jesus Christ để ra lệnh cho cơn bão phải tan biến, và nó sẽ tan biến. Đó là điều mà chúng tôi kinh nghiệm. Có những lúc chúng ta phải cầu nguyện, cầu xin, nhưng có những lúc chúng ta phải đứng lên và công bố. Chúng ta cần phải phân biệt được điều này. Cơ đốc nhân chúng ta thật là sai lầm khi cái gì chúng ta cũng cứ cầu xin Chúa, cầu xin Chúa, cầu xin Chúa. Anh chị em ơi, tôi muốn anh chị em học được điều này. Có những lĩnh vực mà chúng ta phải cầu xin, và có những lĩnh vực, có những lúc mà chúng ta phải đứng lên và nhân danh Chúa Jesus Christ mà công bố. Tôi tin rằng cái cơn bão này đến từ thế giới tối tăm để ngăn chặn đội hình của Chúa Giêsu đến tại vùng đất mà nơi có người cần được giải cứu, cả một quân đội quỷ. Chúng nó đã nhận được tín hiệu rằng Ngài sắp sửa đi đến đây, và chúng nó biết rằng nếu Ngài xuất hiện tại nơi này, Ngài sẽ giải phóng cho cái người mà bị quỷ quân đội này, cái người bị quỷ quân đoàn này nhập. Và có người đã sự tự do, ma quỷ không muốn một người nào được tự do cả. Nó muốn tất cả mọi người ở trong sự trói buộc, trong xiềng xích của nó. Nó muốn hành khổ con người ta. Và tôi tin rằng cái cơn bão này đến từ quyền lực của sự tối tăm. Và Chúa Giêsu nói hãy yên đi, lặng đi. Tất cả đều yên lặng như tờ. Và tại sao mà Chúa trách móc các môn đồ ít đức tin? Nếu như các môn đồ cũng hiểu được điều này, họ đứng lên và trong danh uy quyền của Ngài, trong sự hiện diện của Ngài, ở trong thế lực của Ngài đang hiện diện tại nơi đó, và họ ra lệnh cho cái cơn bão đó, thì tôi tin rằng cơn bão cũng sẽ dừng lại, cơn bão cũng sẽ tan biến. Thưa anh chị, ngày hôm nay có quá nhiều người luôn chỉ biết cầu xin một cách thụ động. Có những hội thánh mà khi có người bị quỷ nhập thì nháo nhào cả lên. Từ mục sư truyền đạo chấp sự cho đến tín đồ lâu năm, tín đồ mới nháo nhào cả lên, xanh mặt hết, không biết đuổi quỷ. Tất cả quỳ mọp xuống mà nói: Chúa ơi, xin hãy đuổi quỷ ra cho chúng con. Chúa ơi, xin đuổi con quỷ này ra. Và quỷ không ra, mà nó tiếp tục, nó quấy phá, nó làm cho cái buổi thờ phượng nó hỏng bét hết. Mọi người không ai còn tập trung vào Chúa nữa, tất cả tập trung vào quỷ đó, cầu nguyện: Chúa ơi, xin đuổi quỷ này ra. Tất cả gào thét lên, ồn ào, nhưng mà không có quỷ nào ra hết. Cho đến khi có một người nào đó biết được nguyên tắc của Đức Chúa Trời, cho đến khi có một người nào đó thật sự hiểu biết lẽ thật của Đức Chúa Trời, tiến tới chỉ vào con quỷ, thậm chí có thể đặt tay ở trên cái người nạn nhân đó và nói rằng: nhân danh Chúa Jesus Christ, quỷ phải ra khỏi người này. Nếu người đó nói trong đức tin và trong uy quyền của danh Jesus, thì quỷ nhất định sẽ ra khỏi. Thậm chí chúng ta công bố qua điện thoại, quỷ cũng ra khỏi nữa. Thì vấn đề không phải là khoảng cách, vấn đề là uy quyền trong danh Chúa Jesus Christ. Ngài là vua của cả cõi hoàng vũ, Ngài là chúa tể của cả cõi vũ trụ này, Ngài có quyền lực lớn nhất trong cõi vũ trụ này, Ngài chính là Đức Chúa Trời toàn năng. Hallelujah. Ma quỷ phải tháo chạy, ma quỷ phải thất bại khi đối diện với Ngài. Ma quỷ phải chạy trốn khi nghe danh uy quyền của Ngài được công bố từ môi miệng của những con người có đức tin thật. Hallelujah. Có nhiều người nói với tôi: mục sư ơi, tôi bị bệnh mà tôi cầu nguyện nhiều lắm, và hội thánh của chúng tôi cầu nguyện nhiều lắm, mục sư của tôi cầu nguyện nhiều lắm mà sao tôi không lành. Tôi nói rằng quý vị đừng cầu xin, bởi vì trong lĩnh vực này quý vị cần phải nhân danh Chúa Jesus Christ mà công bố. Anh chị em hiểu điều đó không? Chúa đã trao cho chúng ta thẩm quyền rồi, và chúng ta cần phải sử dụng thẩm quyền trong danh Chúa Jesus Christ để chúng ta công bố ý muốn của Đức Chúa Trời.
Ý muốn của Chúa là chúng ta được tự do khỏi ma quỷ, khỏi những thế lực gian ác. Ý muốn của Chúa là chúng ta được chữa lành khỏi mọi bệnh tật ốm đau. Ý muốn của Chúa là như thế. Và chỉ cần những con người nào tin cậy và nhân danh Chúa Jesus Christ để công bố ý muốn của Chúa ra, thì lập tức chúng ta sẽ kinh nghiệm sự tự do, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự giải phóng, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự chữa lành. Và nếu có ai đó là nạn nhân, chúng ta giúp đỡ họ thì chúng ta cũng làm được cách ấy. Chúng ta nhân danh Chúa Jesus Christ để đuổi quỷ ra khỏi nạn nhân. Chúng ta nhân danh Chúa Jesus Christ, chúng ta trục xuất bệnh tật ra khỏi nạn nhân. Và nếu nạn nhân cũng tin, nếu nạn nhân cũng nghiêm túc, cũng hòa với chúng ta, thì phép lạ sẽ xảy ra. Còn đương nhiên nếu họ chống đối, nếu họ khước từ, nếu họ chế giễu điều đó, họ không tin, thì họ không thể kinh nghiệm được. Anh chị hiểu không? Chúng ta có thể đọc một số phần ở trong sách Mác chương 1, từ câu 21 đến 28. Anh chị em có thể về nhà đọc, thấy rằng ở trong đó kể cái câu chuyện về một cái người mà bị quỷ nhập. Và Chúa Giê-xu đã lấy uy quyền của Ngài mà đuổi quỷ ra. Lúc bấy giờ những người chứng kiến tại nơi đó nói: "Wow, người này lấy uy quyền mà đuổi quỷ, sự dạy dỗ mới sao?" Cứ lại tôi đọc cái chỗ này thú vị nè. Tôi đọc cho anh chị em nguyên văn luôn ha. Từ câu 21 đến câu 28. Tôi không đọc khúc đầu, tôi đã kể cho anh chị em nghe cái bối cảnh đó rồi. Có một cái người mà bị uế linh ám ở trong nhà hội, đúng không? Và bây giờ anh chị em sẽ thấy cách Chúa Giê-xu xử lý nè. Nhưng Đức Chúa Giê-xu nghiêm trách nói, Ngài nghiêm trách nó: "Im ngay, hãy ra khỏi người này." Quế linh vật mạnh người ấy thét lên một tiếng rồi ra khỏi. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Chuyện gì vậy? Một giáo huấn mới đầy thẩm quyền, Ngài ra lệnh cho cả tà linh và chúng cũng phải tuân theo." Danh tiếng Đức Chúa Giê-xu lập tức lan truyền ra khắp vùng phụ cận Galilee. Anh chị em hãy để ý các phản ứng của dân chúng để anh chị em thấy là một cái điều này là thực trạng ở trong nhiều nơi, trong nhiều cộng đồng cơ đốc của chúng ta. Họ kinh ngạc. Cái chuyện đuổi quỷ này đối với Chúa nó quá thường, có cái gì ghê gớm đâu. Nhưng mà họ kinh ngạc, họ nói: "Chuyện gì vậy? Một giáo huấn mới đầy thẩm quyền." Một giáo huấn mới có nghĩa là có giáo huấn cũ. Và giáo huấn cũ đó là gì? Mỗi lần thấy quỷ thì quỳ mọp xuống: "Chúa ơi, xin đuổi quỷ giùm con. Chúa ơi, xin đuổi quỷ ra khỏi người này." Rồi khóc lóc, rồi năn nỉ, rồi ỉ ôi. Giáo huấn cũ là vậy đó. Tôi chắc chắn với anh chị em đấy. Và ngày hôm nay cũng vậy. Ở trong nhiều cộng đồng cơ đốc, ở trong nhiều cái gọi là hội thánh, thì khi có sự cố xảy ra, người ta hoang mang, người ta bối rối, người ta lúng ta lúng túng. Rồi người ta bắt đầu: "Chúa ơi, xin đuổi quỷ. Chúa ơi, xin cứu chúng con với. Chúa ơi, Chúa ơi và Chúa ơi." Trong khi cái chỗ đó thì Chúa lại dạy chúng ta là phải sử dụng uy quyền trong danh Chúa Jesus Christ để trấn áp ma quỷ, để tống khứ chúng nó ra khỏi những nạn nhân, ra khỏi chỗ mà chúng ta muốn đuổi chúng nó ra. Anh chị em hiểu không? Cho nên sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu đó là khi chúng ta đối diện với ma quỷ và bệnh tật, đối diện với những công việc của ma quỷ, thì chúng ta không ngửa mặt lên trời để mà cầu xin Đức Chúa Trời theo một cái cách giống như là một cái người vô cùng thụ động, một cái người vô cùng yếu ớt, mà chúng ta phải mặc lấy uy quyền trong danh Chúa Giê-xu Christ bởi quyền năng Thánh Linh. Và chúng ta nói: "Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, quỷ phải ra khỏi người này, quỷ phải ra khỏi người kia. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, bão tố, cơn bão này phải yên lặng." Và nếu như chúng ta cảm nhận rằng vì cớ tội ác của một cộng đồng nào đó, một cái vùng đất nào đó, mà Đức Chúa Trời cho phép bão tố xảy đến để cho họ phải hạ mình xuống mà ăn năn, thì lúc đó chúng ta cũng sẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời: "Chúa ơi, xin thương xót cho cộng đồng của con. Xin thương xót cho dân tộc con. Họ đang chìm ngập trong tội lỗi. Họ đang chìm ngập trong việc thờ cúng hình tượng, thờ hình lạy tượng, thờ ma lạy quỷ. Họ đang chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Họ đang đi sai lạc với đường lối Đức Chúa Trời. Chúa ơi, con đứng vào chỗ sức mẻ của dân tộc con và cầu xin Chúa Ngài nguôi cơn giận, và xin Chúa Ngài đổi hướng cơn bão để cho họ có cơ hội để tiếp tục được sống, để cho họ
được nghe tin lành để cho họ ăn năn và được cứu. Vì Chúa không muốn một người nào chết mất, nhưng Ngài muốn mọi người đều ăn năn và được cứu. Tôi tin rằng trong sự toàn tri của Đức Chúa Trời, nếu như Ngài thật sự nhìn thấy tấm lòng của chúng ta, và nếu như Ngài thấy rằng những con người đó là những con người mà có thể cứu được, những con người mà sẵn sàng từ bỏ tội lỗi của mình, hạ mình xuống, từ bỏ sự kiêu ngạo của mình, thì nhất định Ngài sẽ chuyển hướng cơn bão. Ngài đã làm nhiều lần rồi. Chúng ta đã cùng nhau cầu nguyện, chúng ta đã cùng nhau công bố nhiều lần. Và chúng ta thấy rằng có những cái lúc mà đài báo bão báo rằng những cái cơn bão mà mạnh nhất trong vòng 100 năm qua, chẳng hạn như cơn bão Haiyan cách đây nhiều năm, anh chị em còn nhớ không? Người ta nói rằng cái cơn bão đó nó mạnh nhất trong vòng 100 năm qua, và nó sắp sửa tàn phá Việt Nam. Lúc bấy giờ người ta sợ hãi, người ta đào hầm, đào hố, đào hầm trú ẩn, người ta chuẩn bị, người thì chuẩn bị mì gói, người chuẩn bị nến, rồi chuẩn bị đủ thứ giống như sắp tận thế đến nơi vậy đó. Rồi tivi truyền hình bắt đầu loan báo khắp nơi kêu gọi mọi người đi trú bão, rồi nào là phòng chống bão, những cái thuật ngữ như vậy được công bố ở trên các phương tiện báo đài, vân vân, đủ thứ hết. Ôi, người ta sợ hãi khắp mọi nơi, chỗ nào cũng đầy dẫy sự sợ hãi và bất an hết. Bởi vì trước đó cơn bão đã tàn phá Philippines một cách thê thảm. Lúc bấy giờ tôi còn nhớ, tôi cùng với tất cả những anh chị em thật sự tin cậy nơi Chúa, chúng tôi liên kết lại với nhau và chúng tôi kêu gọi nhau, cùng nhau cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Chúa tha tội cho dân tộc của mình. Và chúng tôi bắt đầu công bố những lời của đức tin. Và khi chúng tôi được ấn chứng rằng Chúa sẽ nhậm lời chúng tôi bắt đầu đứng lên và chúng tôi công bố là bão phải chuyển hướng và sẽ tan biến nhanh chóng. Và cảm ơn Chúa, cuối cùng năm đó bão chỉ tác động ở một số vùng ven biển mà thôi, không có đi vào trong đất liền, không có gây thiệt hại giống như người ta sợ hãi. Anh chị em thấy không? Và có những lần bão ở Cà Mau cũng vậy. Chúng ta liên kết lại với nhau và chúng ta cầu nguyện. Cuối cùng thì những cái gì mà dự báo thời tiết đã công bố nó trở thành sai, không phải là vì họ thiếu sự chuyên nghiệp, nhưng vì Đức Chúa Trời đã thay đổi cục diện thông qua lời cầu nguyện, thông qua những lời công bố bởi đức tin của chúng ta. Anh chị em thấy điều đó không? Nếu như Đức Chúa Trời không nghe lời cầu nguyện của những cơ đốc nhân, không nghe những lời công bố bởi đức tin của những cơ đốc nhân, thì không phải chỉ có một cái ngày mưa gió phủ phàng như vừa rồi đã xảy ra Sài Gòn đâu, mà sẽ có một cơn bão đi thẳng vào trong Sài Gòn như dự báo và sẽ tàn phá. Và anh chị em biết, nếu mà suy yếu thành áp thấp nhiệt đới thì cũng không phải là chỉ trong một ngày đó đâu, mà nó sẽ diễn ra nhiều ngày. Người ta dự báo là ngày hôm sau, ngày hôm kia cũng sẽ có mưa, đủ thứ chuyện. Nhưng mà chúng tôi tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Chúng tôi biết là Ngài cho phép xảy ra trong một lúc nào đó để cảnh tỉnh con người ta. Và chúng tôi cầu nguyện, chúng tôi nói: Chúa ơi, chỉ để cảnh tỉnh thôi, xin Chúa cho họ thêm cơ hội nữa. Chúng tôi cầu nguyện. Và khi Chúa ấn chứng trong lòng của chúng tôi rằng Chúa sẽ dừng lại, và chúng tôi công bố. Và qua ngày hôm sau, có nhiều người nói với tôi: chưa đâu, sẽ xảy đến đó, chuẩn bị đi, sẽ xảy đến, mưa lớn, sẽ lớn giống như hôm qua, hơn thế nữa, đang có bão mà. Tôi nói không. Và chúng tôi công bố trong đức tin, và chúng tôi không hổ thẹn về đức tin của chúng tôi. Và cảm ơn Chúa là sự việc xảy ra đúng như điều chúng tôi tin. Chúng tôi thấy mấy bữa nay Sài Gòn bình thường, thậm chí thời tiết còn hơi nóng nực nữa. Anh chị em thấy không? Đức Chúa Trời của chúng ta là Chúa Tể của cả cõi hoàng phủ. Ngài có uy quyền tột đỉnh, và Ngài dạy con cái của Ngài biết sử dụng uy quyền trong danh của Ngài để chiến thắng ma quỷ, chiến thắng những công việc của ma quỷ. Thưa anh chị em, hãy bắt đầu học điều này. Nhiều người trong anh chị em vẫn đi theo cái truyền thống của loài người, cái gì anh chị em cũng cầu nguyện một cách thụ động. Nhưng tôi ước ao rằng bắt đầu từ ngày hôm nay, anh chị em sẽ thay đổi nhận thức của mình, thay đổi cách suy nghĩ, và bắt đầu sử dụng những lời công bố trong đức tin, trong danh Chúa Jesus Christ, bởi quyền năng Thánh Linh. Và anh chị em bắt đầu hành động trong đức tin. Thưa anh chị em, anh chị em ơi, không có một điều gì là khó với Đức Chúa Trời của chúng ta cả. Anh chị em thấy rằng có rất là nhiều chỗ trong Kinh Thánh dạy chúng ta về cách sử dụng uy quyền. Có nhiều người nói là tại vì đó là Chúa Giê-xu, cho nên là Chúa Giê-xu ra lệnh thì đương nhiên nó phải được thành. Nhưng nếu chỉ là Chúa Giê-xu ra lệnh mới được thành thì anh chị em ơi, không có gì để tôi nói buổi tối hôm nay cả. Cái vấn đề tuyệt vời mà tôi khám phá ra ở chỗ là Ngài đã trao uy quyền trong danh của Ngài cho chúng ta,
và Ngài đã ban chúng ta Thánh Linh để chúng ta có thể đứng lên và chúng ta có thể xử lý ma quỷ. Anh chị em, ở trong Matthew chương 10 câu 1 thì đã ghi rất là rõ ràng về điều này. Đức Chúa Giêsu gọi 12 môn đồ đến, ban thẩm quyền để đuổi các uế linh và chữa lành mọi bệnh tật yếu đau. Rất là rõ ràng. Anh chị em thấy không? Ở trong Công Vụ chương 3 từ câu 1 đến câu 10 nói về cái câu chuyện người què ở cửa đẹp, là cái người bị què từ thuở mới sinh ra đó, được chữa lành cách ngoạn mục. Phi-e-rơ và Giăng đã nhìn thấy người này đang ăn xin. Và người này muốn xin một ít tiền lẻ từ nơi Phi-e-rơ và Giăng. Nhưng mà các sứ đồ của Chúa đã nói rất là tuyệt vời. Phi-e-rơ nói: bạc vàng ta không có, nhưng điều ta có thì ta cho người. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, hãy đứng dậy và bước đi. Sau đó câu chuyện ghi lại là Phi-e-rơ nắm tay người đó, đỡ lên, và lập tức đầu gối mắt cá của người đó cứng vững. Người đó đứng dậy, vừa đi vừa nhảy vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Các sứ đồ không hề ngửa mặt lên trời và nói rằng: Chúa ơi, xin hãy chữa lành cho người què này. Thay vào đó, họ đã sử dụng thẩm quyền đã được ban cho họ. Bạc vàng ta không có, nhưng điều ta có thì ta cho người. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, hãy đứng dậy và bước đi. Và thế là phép lạ xảy ra. Đối với Phao-lô thì sao? Nhiều câu chuyện lắm, lấy một vài cái điển hình thôi. Công Vụ chương 16, từ câu 16 đến câu 18. Có một đứa tớ gái bị quỷ phi tôn, có nghĩa là quỷ bói toán, nó nhập vào. Nó làm lợi cho những người chủ rất là nhiều. Rồi nó, cái đứa mà bị quỷ nhập, nó cứ đi theo, nó cứ lải nhải sau lưng Phao-lô. Cuối cùng Phao-lô bực mình quá, Phao-lô quay lại. Và Phao-lô đã nhân danh Chúa Giê-xu để đuổi quỷ ra. Ông ra lệnh và quỷ ra khỏi cái linh bói toán đó, quỷ phi tôn đó ra khỏi đứa tớ gái đó, và nó trở lại thành một cái con người bình thường. Anh chị em thấy không? Sự công bố, sự ra lệnh ở trong uy quyền của danh Jesus Christ là rất quan trọng. Lời Chúa dạy chúng ta rằng nếu các con có đức tin chỉ bằng một hạt cải mà nói với hòn núi này rằng hãy dời từ đây qua đó thì nó sẽ dời qua, và chẳng có việc chi các con không làm được. Ma quỷ cố cướp mất lẽ thật này ra khỏi chúng ta. Nó dùng những cái sự dạy dỗ sai trật, thiếu sót để hướng chúng ta vào một cái sự cầu nguyện thụ động. Đương nhiên cơ đốc nhân phải cầu nguyện, nhưng mà sự cầu nguyện nó có nhiều thể loại cầu nguyện khác nhau. Có những sự cầu nguyện là cầu xin, nhưng mà có những sự cầu nguyện là công bố. Cầu nguyện trong tinh thần công bố. Anh chị em hiểu không? Và tôi khám phá ra một điều là bất cứ khi nào chúng ta đối diện với ma quỷ, với những công việc của ma quỷ, với bệnh tật, với những cái gì thật sự đến từ ma quỷ, thì chúng ta sẽ sử dụng lời công bố trong đức tin của mình, và tất cả đều nhân danh Chúa Giêsu Christ bởi quyền năng Thánh Linh. Kinh Thánh nói rất là rõ ràng, chúng ta được trao thẩm quyền. Và trong Mác chương 16 câu 17 18 nói rất là rõ: vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này, lấy danh ta, là danh Giêsu đó, mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, hễ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Anh chị thấy chưa? Có một số dấu lạ, và hai trong số dấu lạ đó là dấu lạ của sự đuổi quỷ và chữa bệnh. Và Chúa đã nói rằng tất cả chúng ta muốn làm tất cả những điều đó thì chúng ta đều nhân danh Chúa Giêsu Christ. Nếu chúng ta không nhân danh Chúa Giêsu Christ thì quỷ nó không sợ chúng ta đâu. Nếu chúng ta không nhân danh Chúa Giêsu Christ thì bệnh tật sẽ không được giải quyết một cách dễ dàng đâu. Cho nên đừng có người nào nghĩ rằng ô tôi được sức giàu, cho nên với sự sức giàu này tôi không cần phải nhân danh Chúa Giêsu Christ. Sai lầm hoàn toàn. Chúa Giêsu đã nhấn mạnh lấy danh ta mà trừ quỷ, rồi lấy danh ta làm việc này việc kia, và cuối cùng là
đặt tay trên kẻ đau được lành. Tất cả đều trong danh Chúa Jesus Christ. Tại sao? Hãy nghe lời Chúa trong Philip. Hãy có cùng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, nhưng chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó, nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Danh của Chúa Giêsu Christ uy quyền như thế đó anh chị em. Danh của Ngài vĩ đại như thế đó. Và nếu ai thật sự tin nơi danh đó, nếu ai thật sự ý thức được quyền năng vĩ đại trong danh Chúa Giêsu Christ và sử dụng tất cả đức tin của mình để công bố danh đó ra, thì bão tố phải yên lặng, thì ma quỷ phải thối lui. Những bão tố về thiên nhiên yên lặng, và những bão tố trong cuộc đời của chúng ta cũng phải yên lặng. Có nhiều cơn bão đã ập đến với cuộc đời của tôi, và tôi đứng lên trong uy quyền của danh Jesus Christ. Tôi nói nhân danh Chúa Jesus Christ, cơn bão này phải chấm dứt, cơn bão kia phải chấm dứt, cơn bão nọ phải chấm dứt. Nhân danh Chúa Jesus Christ, bệnh tật phải thối lui. Nhân danh Chúa Jesus Christ, quỷ phải ra. Nhân danh Chúa Jesus Christ, tất cả những sự tấn công của thế giới tối tăm này phải bị bẻ gãy hoàn toàn. Nhân danh Chúa Jesus Christ, tất cả mọi chướng ngại vật phải bị dời đi. Hallelujah. Có một sự khác biệt giữa hai loại người nhân danh Chúa Jesus. Loại người thứ nhất là loại người của tôn giáo. Loại người đó cũng đọc Kinh Thánh, cũng biết danh Giê-xu, mở miệng ra và cũng nhân danh Chúa Giê-xu Christ để làm điều này điều nọ, cũng đuổi quỷ. Nhưng mà Kinh Thánh chép rằng sau đó quỷ nó quay lại, nó đập cho một trận te tua tơi tả, nó lột trần truồng chạy nhục nhã luôn. Nhưng mà có một loại người thứ hai, đó là những con người của đức tin. Những con người đó là những con người của đức tin, không phải của tôn giáo. Họ tin Chúa thật, họ có mối quan hệ với Chúa Jesus Christ, họ biết rõ Chúa Jesus Christ là ai, họ biết rõ danh Chúa Jesus Christ uy quyền như thế nào, họ biết rõ danh đó là danh của Chúa Tể Hoàng Hữu. Họ tự hào khi mở miệng ra công bố danh đó. Cho nên khi danh đó được thốt ra từ môi miệng của họ, ma quỷ phải run sợ. Cho nên anh chị em đừng có tưởng rằng cứ ai nhân danh Chúa Jesus Christ thì ma quỷ nó sợ. Không. Chỉ có những con người thật sự tin, những con người thật sự hiểu biết về danh Giê-xu, những con người thật sự tin, những con người biết rõ ý muốn của Ngài, biết rõ rằng Ngài không muốn chúng ta bị ma quỷ trói buộc, biết rõ rằng Ngài muốn chúng ta được tự do, biết rõ rằng Ngài không muốn chúng ta bệnh tật, biết rõ rằng Ngài muốn chữa lành cho chúng ta, biết rõ rằng Ngài muốn chúng ta sống khỏe mạnh. Những con người đó mở miệng ra nhân danh Chúa Jesus Christ trong đức tin, thì tất cả những cơn bão trong cuộc đời phải tan biến. Quyền lực ma quỷ bị bẻ gãy, bệnh tật phải chấm dứt. Hallelujah. Có đôi khi anh chị em công bố một lần mà sự việc chưa xảy ra như anh chị em mong đợi, thì anh chị em làm gì? Anh chị em không công bố nữa sao? Không. Tiếp tục công bố. Có những lúc Chúa muốn anh chị em có một sự kiên trì để tập luyện đức tin của mình, tập luyện để thể hiện đức tin của mình. Giống như một người học võ vậy đó. Ban đầu người đó vào đâu có thể nào bay lên đá một cú song phi thật là chuẩn, thật là đẹp, thật là chính xác được. Đâu có thể được. Người đó phải tập đứng tấn, người đó phải tập nắm nắm đấm lại, người đó phải tập từng bài quyền từ thấp đến cao, người đó phải tập từng động tác, người đó phải tập đánh bao cát, vân vân và vân vân. Và người đó cứ tập luyện như vậy, càng tập luyện càng nhuần nhuyễn, càng tập luyện càng hiệu quả. Anh chị em hiểu không? Cho nên nếu anh chị em công bố một lần chưa thấy xảy ra, tiếp tục công bố nữa, tiếp tục công bố nữa, tiếp tục công bố nữa, với một đức tin xác quyết rằng nhất định quyền lực của ma quỷ phải bị bẻ gãy, nhất định bệnh tật phải thổi lùi, nhất định tôi sẽ được tự do, nhất định tôi sẽ được chữa lành. Hay là nếu chúng ta giúp cho ai đó thì chúng ta cũng suy nghĩ tương tự như vậy. Nhất định người đó phải được tự do, nhất định người đó phải được chữa lành, miễn là người đó bằng lòng hợp tác với tôi trên nền tảng lời của Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa.
không có một bão tố nào có thể lớn hơn danh Giê-xu. Không có bất cứ một con quỷ nào mạnh hơn Chúa Giê-xu của chúng ta. Cho nên chúng ta tự hào vì chúng ta là những người đi theo Chúa. Chúng ta tự hào vì chúng ta là môn đồ của Chúa. Chúng ta tự hào vì chúng ta có mặt ở trong đội hình sống của Chúa. Chúng ta tự hào vì chúng ta được tham gia vào những công việc sống động của Chúa. Chúng ta tự hào vì chúng ta được tham gia vào những công việc quyền năng của Chúa. Và chúng ta tự hào về danh Giê-xu là danh lớn nhất trong cõi vũ trụ này. Chúng ta tự hào về tất cả những sự trang bị của Ngài cho cuộc đời chúng ta. Ngài đã ban chúng ta thẩm quyền để đuổi quỷ, để chữa bệnh. Ngài đã ban chúng ta thẩm quyền để chiến thắng những cái ác. Anh chị em ơi, chúng ta có thể có một đời sống cầu nguyện. Nhưng mà chúng ta nhớ, trong cái đời sống cầu nguyện đó, đừng quên để công bố đức tin của anh chị em. Amen anh chị em. Đừng có tối ngày cầu nguyện thế này: Chúa ơi con khổ quá, Chúa ơi cuộc đời con bầm dập quá, Chúa ơi xin Ngài thương con, xin Ngài thương xót con, Chúa ơi xin đuổi quỷ cho con, Chúa ơi xin chữa bệnh cho con. Tôi biết nhiều người tối ngày cầu nguyện cái nội dung giống vậy đó, cách thức cũng giống vậy đó, và cuối cùng chuyện gì xảy ra hết. Tôi chỉ anh chị em, nếu mà gọi là cầu nguyện đó, thì cầu nguyện thế này: Chúa ơi con cảm ơn Ngài, con ngợi khen Ngài, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài là Đức Chúa Trời thành tín, Ngài là đấng yêu thương con, Ngài là đấng khôn ngoan vĩ đại vô cùng. Chúa ơi con tin rằng không có việc gì là khó cho Ngài. Con tin rằng bởi uy quyền và quyền năng của Ngài, tất cả mọi quyền lực của ma quỷ trong cuộc đời con bị bẻ gãy hoàn toàn. Con công bố trong danh Chúa Jesus Christ rằng mọi bệnh tật ốm đau trong cơ thể con phải chấm dứt hoàn toàn. Anh chị em ơi, cầu nguyện theo cách đó. Cầu nguyện cũng trong tinh thần tích cực và công bố, chứ đừng cầu nguyện theo lối của một người ăn mày. Cầu nguyện mà người ta nghe đến, người ta có cảm giác như Chúa của chúng ta bèo lắm, Chúa của chúng ta không có yêu thương chúng ta, Chúa của chúng ta bỏ mặc chúng ta, Chúa của chúng ta không có quyền năng gì cả. Có nhiều người họ cầu nguyện mà người khác nghe, người khác cảm thấy rất là nản lòng, có cảm giác như là Chúa này là Chúa chết hay sao, Chúa này là Chúa bất năng hay sao. Cho nên chúng ta thay đổi đi, thay đổi cái cách cầu nguyện của chúng ta, thay đổi cái đời sống cầu nguyện của chúng ta đúng với Kinh Thánh đi. Đó là những lời cầu nguyện tích cực, những lời cầu nguyện tôn vinh Chúa, những lời cầu nguyện ngợi khen Ngài, những lời cầu nguyện công bố đức tin của chúng ta rằng chúng ta tin cậy Ngài hoàn toàn, rằng chúng ta tin Ngài có thể làm được mọi việc tốt lành cuộc đời của chúng ta. Amen anh chị em. Amen. Và rồi chúng ta hoàn toàn có thể nói với những thế lực của ma quỷ, thế lực của sự tối tăm, chúng ta hoàn toàn có thể nói với bệnh tật rằng nhân danh Chúa Jesus Christ, quỷ này, quỷ nọ, quỷ kia phải lui ra khỏi cuộc đời của ta. Ta khước từ các người trong danh Chúa Jesus Christ. Nhân danh Chúa Jesus Christ, ta ra lệnh cho bệnh này, bệnh nọ, bệnh kia phải ra khỏi thân thể của ta. Ta khước từ các người trong danh Chúa Jesus Christ. Ta công bố rằng quyền năng chữa lành của Chúa đến một cách đầy dẫy trên cơ thể của ta. Và ta lành mạnh từ đỉnh đầu đến gót chân. Suốt cuộc đời này ta sống trong sự khỏe mạnh. Và ngay mà ta về với Chúa, ta cũng sẽ về với Chúa trong sự khỏe mạnh, vì Chúa tiếp rước ta. Hallelujah. Amen anh chị em. Amen. Hãy yên đi, lặng đi. Đó là một cái khuôn mẫu mà Chúa để lại cho chúng ta ngày hôm nay. Đừng để cho những thần học vô tín nói với anh chị em rằng cái đó là chuyện của thời xưa, cái đó là chuyện của thời Kinh Thánh, còn thời bây giờ không còn phép lạ nữa, thời bây giờ Chúa không còn làm như vậy nữa, thời bây giờ chúng ta đã có khoa học kỹ thuật, chúng ta có y học tiên tiến, cho nên Chúa muốn chúng ta phải nhờ vào mấy cái đó, lệ thuộc vào mấy cái đó mới sống được, mới tồn tại được. Đừng nghe những cái lý thuyết đầy vô tín đó. Bởi vì Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Thưa anh chị em, vì những cái tin bão những ngày qua đã đến với cộng đồng, thì tôi ngồi tôi suy nghĩ và tôi có một ý này. Đó là từ nay, bất cứ khi nào mà bão tố được dự báo là sẽ đến với vùng đất nào đó, ở trong đất nước chúng ta hay một nơi nào đó,
Và nếu anh chị em ý thức rằng Chúa của chúng ta là Chúa tể của cả cõi hoàng vũ, có thể thay đổi được cục diện, anh chị em hãy liên kết với chúng tôi. Chúng ta sẽ thiết lập một đội hình cầu nguyện và công bố. Những người đang sống trên vùng đất đó, chính những cơ đốc nhân đang sống trên vùng đất đó, hãy liên kết với chúng tôi. Chúng ta sẽ thành lập một đội hình của những con người sống, làm những công việc sống. Và tôi tin là nếu chúng ta hiệp ý với nhau, cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho dân tộc chúng ta, cho cộng đồng, và khi Chúa ấn chứng với chúng ta rằng Ngài sẽ cho cộng đồng chúng ta thêm một cơ hội nữa, rằng Ngài sẽ cho cơ hội để những con người cần được cứu quay đầu trở lại, chúng ta sẽ bắt đầu đứng lên. Và từ cái sự cầu nguyện trong đức tin, chúng ta chuyển thành những lời công bố trong đức tin, thành những mệnh lệnh trong đức tin khi được sự xác chứng của Chúa. Và tôi tin rằng, thưa anh chị em, những cơn bão sẽ tan biến một cách ngoạn mục. Và chúng ta sẽ công khai để nói những điều này. Để làm gì? Để khi nó xảy ra, người ta sẽ không nói rằng, ồ, đợi đến khi xảy ra rồi mới nói. Nhưng mà chúng ta công bố trước. Và chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm. Bởi vì Ngài không muốn một người nào bị chết mất, nhưng Ngài muốn tất cả mọi người đều ăn năn và được cứu. Tôi tin rằng nơi nào có những con người dám đứng lên đại diện cho Đức Chúa Trời, đứng lên để làm những đại sứ cho Ngài, và sẵn sàng nói với thế giới rằng Đức Chúa Trời của tôi là Chúa tể của cả cõi hoàng vũ. Ngài có thể thay đổi mọi cục diện, Ngài có thể khiến mọi bão tố yên lặng, Ngài có thể đuổi tất cả mọi loại quỷ, kể cả Satan, kể cả quân đội quỷ, tất cả đều phải thối lui khi danh Jesus Christ được công bố từ nơi môi miệng của những con người có đức tin. Amen chị em. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Tôi không biết rằng những tin tức về bão tố có tiếp tục được công bố nữa không, và những cái vùng đất ở trong đất nước chúng ta còn cái vùng đất nào đang bị đe dọa bởi bão tố hay không. Nếu có thì tôi hy vọng rằng từ sau giờ này anh chị em sẽ liên kết với chúng tôi, và chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện một cách nghiêm túc trong đức tin, và chúng ta sẽ thêm vào sự cầu nguyện của chúng ta sự công bố, để chúng ta sẽ thấy công việc Đức Chúa Trời được bày tỏ. Amen chị em. Hallelujah. Tôi ước ao rằng tôi và anh chị em, tất cả những con người đang đi theo Chúa một cách nghiêm túc, sẽ càng ngày càng khám phá ra Đức Chúa Trời chúng ta tuyệt vời như thế nào. Và tôi cầu nguyện Chúa sẽ sử dụng tôi và anh chị em như những con người đầy sự sức dầu, đầy quyền năng của Chúa, để chúng ta chiến thắng cho bản thân của mình, chúng ta chiến thắng cho gia đình của mình, và chúng ta chiến thắng cho những người ở trong cộng đồng chúng ta đang sống. Bất cứ nơi nào chúng ta đi đến, chúng ta dạng dĩ, chúng ta tự hào nói về Chúa Giê-xu của chúng ta. Chúng ta nói về sự cứu rỗi của Ngài, chúng ta nói về sự giải phóng của Ngài, chúng ta nói về sự chữa lành của Ngài, chúng ta nói về những phước hạnh mà Ngài hứa ban cho cuộc đời chúng ta. Chúng ta nói cho tất cả mọi người biết rằng chỉ có Ngài là cứu Chúa duy nhất trong cuộc đời này. Ngoài Ngài ra, thế giới này không có cứu Chúa nào khác. Ngoài Ngài ra, thế giới này không có phước hạnh nào khác. Nếu ngoài Chúa Giê-xu thì những cái người ta tưởng là phước hạnh rồi sẽ hóa ra là những đại họa trong cuộc đời mà thôi. Nhưng nếu ở trong Chúa Giê-xu thì dù cho hoàn cảnh có khó khăn đến đâu cũng sẽ chuyển biến trở nên tốt đẹp, và phước hạnh sẽ mãi mãi là phước hạnh. Amen chị em. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cầu xin Chúa ban phước cho tất cả anh chị em thông qua bài học buổi tối hôm nay. Và tôi ước ao rằng qua bài học này sẽ có thêm những con người biết sử dụng danh Chúa Giê-xu để chiến thắng ma quỷ, chiến thắng bệnh tật, chiến thắng những công việc của ma quỷ mà ma quỷ đang gieo rắc trong cuộc đời của chúng ta, để chúng ta sẽ kinh nghiệm một đời sống xứng đáng với danh hiệu là cơ đốc nhân. Và Chúa sẽ sử dụng chúng ta như những cánh tay nối dài để đem sự cứu giúp của Chúa đến cho biết bao nhiêu con người đang khốn khổ ở ngoài kia. Amen anh chị em. Hẹn gặp lại các anh chị em trong lớp học trực tiếp vào lúc 8 giờ tối thứ tư tuần sau, và các anh chị em theo dõi qua livestream vào lúc 8 giờ 20 tối thứ tư tuần sau.